Các bạn đừng xem thường người đàn ông này. Ông từng là cường giả đứng nhất đứng nhì đại lục, nhưng ông chưa từng dạy con trai mình võ công, chỉ dạy anh làm sao dốc hết sức đập sát, còn đưa cho anh một cuốn bí kíp cổ. Con trai ông cầm cuốn bí kíp luyện tập trong suốt 17 năm trời, nào ngờ mười mấy năm tu luyện khiến chàng luyện được mãn hồn lực, còn khiến chàng luyện được đỉnh cấp luyện nhãn pháp. Tử cực ma đồng có thể nhìn mọi hoạt động chậm hơn 100 lần, tất cả mọi thứ trong mắt chàng như đang dừng lại. Trong bí kíp còn có cách sử dụng ám khí. Hôm đó Đường Tam tu luyện xong đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến tiếng động. Khi chàng đến gần vạch cỏ ra mới phát hiện bên trong là một con nhện quỷ mặt người. Nó là hồn thú ngàn năm, bây giờ Đường Tam chỉ có thể chạy thoát thân. Nhưng nhện quỷ mặt người không định tha cho chàng. Không cắt đuôi được, phải làm sao đây, phải làm sao? Cũng không chạy về nhà được, nếu không quái vật sẽ đi theo. Nhện quỷ mặt người bám sát theo sau Đường Tam, hơn nữa nó vô cùng mạnh. Đường Tam chỉ đành dựa vào thân thể linh hoạt không ngừng né tránh. Nhưng cứ chạy như thế này mãi cũng không được, sức của con người không sao đấu lại hồn thú. Sau khi dùng thêm một chiêu thức nữa, cuối cùng Đường Tam cũng thoát khỏi con nhện quỷ mặt người. Nhưng chàng không ngờ rằng nhện quỷ mặt người đã bò lên trên cây. Đường Tam biết mình không sao trốn thoát nhện quỷ mặt người, vậy nên chàng quyết định liều chết với nó một phen. Đầu tiên chàng sử dụng tử cực ma đồng, sau đó liền sử dụng ám khí. Dưới sự hỗ trợ của tử cực ma đồng, ám khí đâm trúng vào mắt của nhện quỷ mặt người. Không ngờ hành động này của chàng đã khiến nó tức giận. Đường Tam cũng bị ép vào một góc. Vào lúc nhện quỷ mặt người chuẩn bị ra tay giết hại Đường Tam thì nó bị người đứng phía sau giữ chặt lại, sau đó đá nó bay sang một bên. Nhận quỷ mặt người nhìn thấy vị tam hoàn hồn sư đứng trước mặt lập tức xách mông chạy khỏi nơi này. Đường Tam thấy dáng vẻ người sói của đối phương sợ hết hồn hết vía. Đối phương sau khi đuổi nhện đi cũng biến lại thành hình người. Ta tên Tố Vân Đào, đến từ võ hồn điện. Ta tên là Đường Tam. Có gì đáng sợ đâu, cậu chưa từng thấy võ hồn nhập hồn bao giờ à? Đường Tam từ nhỏ sống ở trong làng nên đương nhiên không biết những cường giả ngoài kia tu luyện như thế nào. Tố Vân Đào thấy chàng có thể làm mắt của hồn thú ngàn năm bị thương nên muốn kiểm tra xem võ hồn của Đường Tam như thế nào. Nào ngờ võ hồn của Đường Tam vẫn chưa thức tỉnh, cậu còn chưa thức tỉnh võ hồn mà đã có thể làm mù mắt nhận quỷ mặt người. Theo lý mà nói, chỉ hồn sư mới chiến đấu được với hồn thú, tên nhóc chưa thức tỉnh như cậu lại có thể làm mù mắt nhận quỷ mặt người. Cũng xem như là kỳ tích rồi. Đừng nói vậy, ta chỉ may mắn thôi. Tố Vân Đào hiểu ra chỉ cười nhẹ một cái rồi nói với chàng rằng ngày mai mình sẽ giúp những đứa trẻ trong làng thức tỉnh võ hồn, còn giới thiệu cho chàng một cuốn sách về hồn sư trên Đấu La Đại Lục. Chỉ khi nào thức tỉnh võ hồn mới có thể trở thành hồn sư, tiếp đó mới có thể tu luyện thành cường giả của đại lục. Người đàn ông này là tam hoàn hồn sư của Đấu La Đại Lục đang giúp đỡ thanh niên trong làng thức tỉnh võ hồn, sau đó lấy ra hồn lực thủy tinh, nó có thể đo được đẳng cấp hồn lực của đối phương, cậu bé. Cậu không có hồn lực, không thể trở thành hồn sư. Đường Tam trốn ở bên ngoài nhìn thấy hết tất cả nhưng chàng không thể đi kiểm tra bởi vì phụ thân không cho phép chàng thức tỉnh võ hồn. Không lâu sau, hồn tôn đại nhân đang kiểm tra giúp mọi người bèn gọi chàng, lại bèn hỏi chàng tại sao không vào trong kiểm tra. Cậu không muốn biết võ hồn của chính mình hoặc là võ hồn của gia tộc cậu là gì sao? Còn biết được võ hồn của gia tộc nữa sao? Tố Vân Đào nói với chàng võ hồn của mỗi người đều được thừa kế từ phụ mẫu, mà Đường Tam từ nhỏ đến giờ chưa từng được gặp mẫu thân nên chàng lén phụ thân đi kiểm tra thử để biết được chút tin tức liên quan đến mẫu thân. Đưa tay phải ra. Đường Tam ở trong trận pháp đưa tay phải ra, trong tay chàng bỗng mọc lên một cái cây màu xanh lam. Đường Tam nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này vô cùng hào hứng, nhưng Tố Vân Đào và trưởng làng ở bên cạnh lại không nhịn được thở dài. Sao lại là Lam Ngân Thảo? Nhưng Đường Tam ở trong trận pháp cảm thấy dường như tay trái của mình cũng có phản ứng. Đợi kiểm tra xong liền bảo Đường Tam đi ra khỏi trận pháp. Lúc này Tố Vân Đào mới nói với chàng, võ hồn của con người thường được phân ra thành võ hồn hệ thú và võ hồn hệ vũ khí, mà võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo là võ hồn vô dụng thường gặp nhất. Không thể tấn công, không thể phòng ngự, cũng không có năng lực phù trợ. Người có võ hồn vô dụng không thể nào trở thành hồn sư được. Nhưng Tố Vân Đào vẫn lấy ra hồn lực thủy tinh giúp Đường Tam đo đẳng cấp của hồn lực. Khi Đường Tam đặt tay lên khối thủy tinh, hồn lực thủy tinh bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Chuyện này khiến Tố Vân Đào ngỡ ngàng ngơ ngác. Hồn lực mãn cấp bẩm sinh, vạn người chưa chắc đã tìm được ai. Tố Vân Đào vẫn cho Đường Tam cơ hội nói chàng có thể vào thành theo học ở học viện Nặc Đinh. Sau khi về nhà, Đường Tam nói chuyện này cho phụ thân biết, phụ thân bảo chàng cho ông xem võ hồn của mình. Một lần nữa Đường Tam lại triệu hồi ra Lam Ngân Thảo, nhưng phụ thân chàng dường như không hề bất ngờ. Nhưng bọn họ nói, con là võ hồn vô dụng, nhưng lại nói con vẫn còn hy vọng. Nói con có thể trở thành một hồn sư, con có thể đến học viện của hồn sư. Cuối cùng con vẫn lựa chọn con đường này. Phụ thân đồng ý cho chàng đến học viện để học nhưng ông có hai điều kiện, một là không được phép gia nhập võ hồn điện. Sau đó phụ thân đưa chàng đến một bếp lò. Ông đang định nói ra điều kiện thứ hai thì Đường Tam bỗng hỏi một câu hỏi vô cùng kỳ lạ. Cha, võ hồn, thường nằm bên tay phải đúng không? Hôm nay ở nghi thức thức tỉnh võ hồn, con cứ thấy tay trái của con giấu một thứ gì đó.
Phụ thân của Đường Tam dường như nghĩ ra điều gì đó liền bảo chàng mở tay trái ra rồi chút toàn bộ sức mạnh vào đó. Không lâu sau tay trái bắt đầu có phản ứng, võ hồn song sinh hiếm gặp lắm ạ, để nó hiện hình đi. Đường Tam dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình, cuối cùng võ hồn ở tay trái cũng hiện hình. Phụ thân vừa nhìn đã biết đó là đỉnh cấp võ hồn hệ vũ khí Hạo Thiên Trùy. Quả nhiên là Hạo Thiên Trùy. Hạo Thiên Trùy. Trong thiên hạ từng có hai người có võ hồn song sinh, hơn nữa đều trở thành cường giả hàng đầu của đại lục, mà Đường Tam chính là người thứ ba trong lịch sử. Võ hồn ở tay trái này, đừng để bất kỳ ai nhìn thấy. Cây búa này và Lăng Ngân Thảo đều được thừa hưởng từ cha và mẹ sao? Phụ thân nói với chàng sau này nhất định phải dùng Hạo Thiên Trùy ở tay trái để bảo vệ Lam Ngân Thảo ở tay phải. Sau đó phụ thân liền cởi áo khoác ra chuẩn bị dạy cho chàng một chiêu thức đỉnh cao với cây búa. Con phải rèn cục sắt này thành một cây kim. Làm xong con có thể đi được rồi. Đường Tam thấy đây là một chuyện không thể nào làm được, thế là phụ thân chàng bèn dạy cho chàng hàng loạt chiêu thức bằng búa. Chỉ thấy ông cầm búa đập vào cục sắt, cứ tưởng không có kỹ thuật gì nhưng tốc độ đập càng ngày càng nhanh. Nhanh quá, con không nhìn rõ. Dùng Tử Cực Ma Đồng. Đường Tam bắt đầu sử dụng Tử Cực Ma Đồng của mình, chiêu thức này có thể khiến tất cả mọi thứ chậm hơn 100 lần. Cuối cùng chàng cũng phát hiện ra điểm tuyệt diệu của những nhát búa, hóa ra mỗi nhát búa phụ thân của chàng đều đập xuống cùng một chỗ. Đây mới thật sự là sự rèn giũa qua nghìn nhát búa, đấy chính là Huyền Ngọc Thủ. Phụ thân bảo chàng luyện tập vung búa 1000 lần trước, Đường Tam để có thể đến học viện học tập nên cố gắng luyện tập cả ngày lẫn đêm, nhưng mới một ngày trên tay chàng đã bị phồng rộp lên. Mặc dù phụ thân Đường Tam là người nghiêm khắc, nhưng ông cũng thương con trai. Sáng hôm sau tỉnh lại nhìn thấy tay mình đã được băng bó, chàng liền biết là phụ thân đang quan tâm mình, thế là chàng càng cố gắng hơn. Cứ như vậy luyện tập không ngừng qua vài tháng trời, cuối cùng chàng cũng học được cách rèn giũa qua nghìn nhát búa. Cục sắt vô dụng cũng được rèn sát thành kim, không ngờ rằng quá trình rèn luyện này cũng khiến chàng học được chiêu thức dùng búa đỉnh cao. Đến tối phụ thân bảo Đường Tam đưa cho ông cuốn bí kíp cổ mà chàng luyện bấy lâu nay, bèn nói với chàng cuốn sách này có tên là Huyền Thiên Bảo Lục, cuốn sách này sẽ khiến chàng trở thành cường giả đứng đầu đại lục. Cuốn sách này con đã học thuộc chưa? Con học thuộc từ lâu rồi, không sai một chữ. Sau đó phụ thân liền đốt cuốn bí kíp này đi, bèn dặn chàng nhất định không được để lộ nội dung bên trong cuốn sách. Ngày hôm sau Đường Tam liền được trưởng làng đưa đi, hai người đi đến thành Nặc Đinh. Ở đây có học viện hồn sư lớn nhất nơi này, đây cũng là lần đầu tiên Đường Tam được đi đến nơi khác ngoài làng của mình. Nhập học à? Ta tên là Đường Tam, đến từ làng Thánh Hồn, đây là trưởng làng của chúng tôi. Năm nay tôi... Dừng, người qua đây. Đối phương yêu cầu Đường Tam cho xem võ hồn trước. Đường Tam tưởng rằng đối phương là thầy kiểm tra, bèn ngoan ngoãn triệu hồi Lam Ngân Thảo của mình. Đối phương vừa thấy vậy đã cụt hứng. Đúng vào lúc này, một học sinh gọi chàng lại, bèn nói đây là học viện hồn sư, không phải nơi những người nhà quê có thể tùy tiện ra vào. Mặc dù trưởng làng giải thích bọn họ đến đây để làm thủ tục nhập học, nhưng đối phương vẫn không tin Đường Tam có thể trở thành hồn sư. Cho đến khi trưởng làng đưa ra lệnh tiến cử của Tố Vân Đào, người của Võ Hồn Điện. Đây là lệnh tiến cử của Võ Hồn Điện, có thể khiến ngươi trở thành học sinh dự thính của học viện sơ cấp ở thành Nặc Đinh. Tiền ăn ở và học phí đều được miễn, ngươi mang theo cái này đến nhập học. Đối phương nhìn thấy lệnh tiến cử vẫn còn nghi ngờ, nói rằng nhân vật lớn trong Võ Hồn Điện sao có thể tiến cử tên ngốc này. Đường Tam tuổi trẻ háu thắng, xem nữa đã ra tay với đối phương. Chàng tin chắc rằng chỉ trong vài giây chàng có thể khiến đối phương ngã lăn ra đất. Ánh mắt gì thế? Không phục có đúng không? Đừng gây chuyện, nhập học trước đã. Ta nói rồi mà, từ trong bụi cỏ đó, làm sao có thể bay ra Phượng Hoàng được, chỉ có dàn đất thôi. Đủ rồi, Liễu Long. Lúc này có một vị công tử đi đến, sau đó liền dạy dỗ cho anh chàng học sinh này một trận, còn giơ tay ra giới thiệu với Đường Tam, nói rằng mình là con trai của thành chủ thành Nặc Đinh, tên là Tiêu Trần Vũ, còn mời Đường Tam gia nhập võ xã do mình lập ra. Đường Tam tiễn trưởng làng về, mà Tiêu Trần Vũ đối xử với Đường Tam như vậy là nhắm vào mối quan hệ giữa Đường Tam và Võ Hồn Điện. Lúc nãy quên không hỏi, nếu Võ Hồn Điện đã tiến cử Đường huynh đệ, vậy võ hồn của huynh chắc chắn có điểm đặc biệt. Võ hồn của ta vừa nãy đã cho thầy ngồi ở cửa xem rồi, đó là tạp vụ của học viện chúng ta. Đường Tam vẫn sảng khoái nói rõ võ hồn của mình là Lam Ngân Thảo. Đối phương chế nhạo chàng có võ hồn vô dụng, cho đến khi Đường Tam nói với đối phương rằng chàng có hồn lực mãn cấp. Nghe vậy đại sư ở bên cạnh xem sách ngạc nhiên đến há hốc mồm. Đại sư lập tức đuổi theo Đường Tam. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Cho ta xem võ hồn trong tay trái ngươi. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Ngươi còn có một võ hồn khác. Hơn nữa võ hồn này vô cùng mạnh. Mà ngươi là người thứ ba có võ hồn song sinh cực kỳ hiếm gặp trong 100 năm nay của Đấu La Đại Lục. Đường Tam không thể nào tin nổi, bởi vì phụ thân từng nói với chàng nhất định đừng để lộ bản thân mình có võ hồn song sinh. Nào ngờ đối phương lại có thể nhìn thấu mọi thứ. Đường Tam chỉ có thể không ngừng phủ nhận. Đại nhân nói với chàng Lam Ngân Thảo không phải võ hồn vô dụng, nhưng ở trong học viện này chỉ có đại sư mới có thể dạy, bảo Đường Tam sau khi suy nghĩ kỹ hãy đến tìm mình. Ta là Đường Tam, đến từ làng Thánh Hồn. Võ hồn là gì? Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo, võ hồn vô dụng cũng được vào học viện à? Đường Tam che giấu thực lực của mình, mới nhập học ngày đầu tiên chàng liền bị người đứng đầu ký túc xá đánh phủ đầu, sau đó còn bắt chàng cho mọi người thấy võ hồn của mình. Đường Tam không muốn gây chuyện bèn cho mọi người xem Lam Ngân Thảo của mình. Sau khi đối phương thấy Đường Tam thật sự có võ hồn vô dụng lại càng tự tin hơn, sau này mình sẽ là đại ca của ký túc xá. Đúng vào lúc này có một cô gái xông vào.
Là ngươi à, chúng ta có quen nhau sao? Ngươi ở đâu thế? Ở đây, chúng ta ở chung đi. Cô gái một mực đòi ở chung với Đường Tam, Vương Thánh ở bên cạnh định lấy cô nàng này ra giết gà dọa khỉ. Nào ngờ cô chỉ tung một cú đá đã khiến Vương Thánh ngã lăn ra đất, khiến Vương Thánh tức đến mức lập tức triệu hồi võ hồn của mình. Ngoài ra võ hồn của ngươi là hổ à, võ hồn của cô đâu, võ hồn của ta là thỏ. Nhưng mà, đánh nhau với ngươi không cần dùng võ hồn, cô sỉ nhục ta. Vương Thánh lại xông lên nhưng lại tiếp tục bị đá bay, cả đám người không ngờ rằng cô nàng có vẻ dễ thương hiền lành này lại lợi hại như thế. Đại ca, đợi đã, đừng gọi đại ca như thế, gọi vậy nghe già lắm. Sau này cứ gọi ta là Tiểu Vũ tỷ, Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ muốn ngủ cùng với Đường Tam, chuyện này cũng khiến Đường Tam không sao hiểu nổi. Ngoài ra Tiểu Vũ cũng mới nhập học ngày hôm nay, vừa đến đã thấy Đường Tam đang tranh chấp với người khác. Một vị đại ca trong học viện vì muốn đàn em của mình thích nghi với chuyện chém giết đã bắt rất nhiều thỏ đến cho đàn em tập luyện, mà Đường Tam lại thả hết số thỏ đó ra. Không thích nghi với cảnh máu me, sao có thể đối mặt với hồn thú được? Cho dù phải đối mặt với hồn thú cũng không cần dựa vào việc tàn sát để giải quyết vấn đề. Không giết hồn thú, vậy huynh làm hồn sư kiểu gì? Hồn thú cũng có tốt có xấu, giết hồn thú xấu là được rồi. Tiêu Trần Vũ chỉ nói hồn sư nếu muốn thăng cấp bắt buộc phải giết hồn thú. Hai người tranh luận nửa ngày cũng không đưa ra được kết luận, nhưng cách làm của Đường Tam đã thực sự chọc giận Tiêu Trần Vũ. Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy quý mến Đường Tam, do đó cô mới một mực đòi ở chung với Đường Tam. Nhưng đúng vào lúc này giáo viên của học viện đi đến trực tiếp kéo Tiểu Vũ đi, nào ngờ đến tối Tiểu Vũ lại lén chạy quay về còn chui vào trong chăn của Đường Tam. Người người ấm quá, giống y như Nhị Minh. Nhị Minh là ai thế? Là con khỉ. Con khỉ á? Đường Tam cho rằng nhất định mình đang nằm mơ bèn cố gắng ngủ tiếp, nào ngờ đến sáng hôm sau tỉnh lại Tiểu Vũ thực sự ở bên cạnh chàng. Đi thôi, đi đi. Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi đi. Ngươi có biết trải đầu không? Đợi đến buổi sáng tới lớp học, Tiêu Trần Vũ chỉ đích danh muốn thi đấu cọ sát với Đường Tam. Đương nhiên Đường Tam cũng không sợ hắn, nào ngờ đối phương lại đánh lén, đám đàn em ở phía sau còn giữ tay Đường Tam lại. Và lúc đối phương dốc hết sức định cho Đường Tam một phát nữa. Bị trúng một cước, Đường Tam vẫn đứng yên không hề động đậy. Đúng vào lúc này thầy lên tiếng bảo bọn họ quay về tiếp tục học. Sau đó thầy cho mọi người đứng trước bao cát và triệu hồi võ hồn của mình để tấn công. Học sinh trong học viện đa số là võ hồn hệ thú, chỉ có võ hồn của Đường Tam là một cây cỏ nhỏ, võ hồn của Tiểu Vũ là một con thỏ. Đúng vào lúc này Tiêu Trần Vũ ở bên cạnh lại đánh lén, mà lần này Đường Tam không hề lưu tình trực tiếp dùng khống hạc cầm long không chế hắn ta, sau đó lên gối đá bay đối phương. Đúng vào lúc này thầy giáo ra tay ngăn cản rồi lấy cớ không được đánh nhau để tách ba người ra, nhưng lần này đã khiến Tiêu Trần Vũ ghi thù. Tiêu Trần Vũ vì muốn đối phó với Đường Tam, hắn tự tay giết chết con hồn thú mà người nhà bắt về. Sau khi hồn thú bị giết sẽ xuất hiện hồn hoàn, mà người giết hồn thú có thể hấp thu hồn hoàn để thăng cấp lên hồn sư chân chính. Đường Tam vì muốn nhanh chóng nâng cao thực lực bèn đến thỉnh giáo đại sư sống ẩn danh ở học viện. Đại sư nói với chàng nếu muốn nâng cao đẳng cấp của hồn sư bắt buộc phải đến rừng rậm săn thú. Nhưng Đường Tam lại nói võ hồn của mình Lam Ngân Thảo là võ hồn vô dụng. Không có võ hồn vô dụng, chỉ có người vô dụng. Đại sư nói chàng đến tối tới tìm mình. Đến tối đại sư đưa Đường Tam đi mua giấy thông hành đến rừng rậm. Nhưng Đường Tam là tên nhóc nghèo khó không có tiền mua giấy thông hành. Nhưng đại sư tự có cách của mình. Sau đó đại sư triệu hồi võ hồn của mình ra. Hai người đến một cửa tiệm bí ẩn dùng la tam pháo giả làm hồn tú để đổi lấy lệnh thông hành. Sau đó lại dùng mật pháp triệu hồn võ hồn về. Cứ như vậy ba người đến trước rừng rậm săn thú, ba người kéo theo củ cải mà Lai Tam Pháo thích ăn nhất đến cổng rừng rậm. Sau khi giao ra lệnh thông hành đối phương cho hai người vào trong, đại sư nói với Đường Tam muốn thăng cấp lên hồn sư mở được một hồn hoàn, chỉ có thể hấp thu được hồn thú lâu năm nhất là 423 năm. Hai người mới đi đến bìa của rừng rậm săn thú bèn gặp một hồn thú cấp thấp sói U Minh. Sói U Minh lập tức mất đi khả năng chiến đấu, tiếp đến là bị đại sư đích thân chém chết. Mà hồn hoàn của sói U Minh cũng hiện ra, nhưng đại sư chế cấp bậc của hồn hoàn này quá thấp. Hồn hoàn của hồn thú 10 năm là màu trắng, hồn hoàn của hồn thú 100 năm là màu vàng, 1000 năm là màu tím, hồn hoàn của hồn thú vạn năm là màu đen, hồn hoàn của hồn thú 100.000 năm là màu đỏ. 100.000 năm, một hồn thú có thể sống đến 100.000 năm à? Đại sư nói với chàng một hồn thú sống hơn 100.000 năm có thể hóa thành hình người. Đường Tam vốn dĩ định hấp thu hồn hoàn này, nhưng hồn thú này không phải do chàng giết nên chàng không thể nào hấp thu được. Không lâu sau hồn thú liền biến mất cùng với hồn hoàn. Sau khi sử dụng tuyệt chiêu xong, La Tam Pháo liền ăn củ cải để bổ sung thêm năng lượng. Đúng vào lúc này hai người nghe thấy trong sọt đựng củ cải phát ra tiếng động, mở mắt ra mới biết là Tiểu Vũ trốn ở bên trong. Hóa ra Tiểu Vũ sợ Đường Tam gặp nguy hiểm nên mới bám theo. Nãy nghe hai người nói, hai người giết chết sói U Minh. Đúng rồi, sói U Minh ở trong rừng, sống theo bầy đàn đó. Quả nhiên lúc này La Tam Pháo liền cảm thấy nguy hiểm, mà lúc này trong rừng đã có hàng chục con sói U Minh đang ẩn nấp.
Tiểu Vũ vội vàng kéo Đường Tam chạy khỏi nơi này, Đại Sư và La Tam Pháo chạy theo sau, nhưng ở trong rừng săn thú làm sao họ có thể chạy nhanh hơn sói U Minh. Thế này chạy không thoát rồi, hay là quay lại nghênh chiến đi, phải nghĩ cách dẫn đàn sói đi chỗ khác. Ai dẫn cơ? La Tam Pháo. Mặc dù La Tam Pháo không hề tình nguyện nhưng vẫn chạy ra ngoài, một lát sau nó đã dẫn đàn sói đi chỗ khác, nhưng lúc Đại Sư quay đầu lại thì không thấy Đường Tam và Tiểu Vũ đâu hết. Một con rắn khổng lồ sống 400 đột nhiên xuất hiện. Anh chàng hộ vệ dũng cảm rút kiếm ra, vốn định dùng khí thế hung hãn để đuổi nó đi, nhưng bị con rắn khổng lồ dọa đến mức trốn về phía sau. Con rắn lập tức xông vào đám người tấn công dồn dập. Đường Tam kéo theo Tiểu Vũ vội vàng rời đi. Đại Sư trốn ở trong bụi cây đến đón hai người. Ngoài ra, con rắn khổng lồ khi nãy là do Đại Sư dụ đến đây, bèn nói với hai người con rắn khổng lồ này có tên là rắn mạn Đà La. Từ hoa văn có thể thấy con rắn mạn Đà La này chắc khoảng 400 tuổi. Nó là hồn hoàn thích hợp với ngươi nhất. Chỉ cần giết được con rắn mạn Đà La đó thì võ hồn của hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn những hồn sư bình thường. Đại Sư dặn Đường Tam nhất định phải hấp thu hồn hoàn của rắn mạn Đà La, nhưng khi ba người quay trở lại nơi này đã không một bóng người. Đúng vào lúc này rắn mạn Đà La lại bò đến. Đại Sư mặc dù trúng độc rắn nhưng vẫn dặn Đường Tam nhất định phải giết chết rắn mạn Đà La. Bởi vì nếu Đường Tam thật sự thăng cấp thành công, vậy lý luận nghiên cứu của ngày ấy sẽ được chứng minh là đúng. Đường Tam bây giờ không có bất kỳ hồn kỹ nào, chỉ có thể dựa vào huyền thiên công pháp để đối phó với rắn mạn Đà La. Nhưng ám khí của chàng không thể nào khiến nó bị thương, tử cực ma đồng. Đường Tam dùng tử cực ma đồng sau đó nhắm chuẩn thời cơ, nhân lúc con rắn đang há miệng để phòng ám khí trực tiếp xuyên qua đầu con rắn. Sau một hồi dãy rụa, cuối cùng rắn mạn Đà La đã ngã xuống, sau đó hóa ra hồn hoàn màu vàng. Nếu như Đại Sư nói không sai, có lẽ là hồn hoàn trên dưới 400 năm, rất thích hợp với ta. Nhưng Tiểu Vũ lại nói với chàng hồn sư bình thường mở một hoàn giới hạn dưới 200 năm, mà Đường Tam quyết định tin vào lý thuyết của Đại Sư. Dù sao đây cũng là chuyện chàng đồng ý với Đại Sư để Đại Sư đưa chàng đến đây. Ngài ấy dựa vào người để chứng minh lý luận của ngài ấy, người lại giao cả mạng cho ngài ấy. Vào lúc hai người do dự, Tiêu Trần Vũ lại đem đám thuộc hạ quay lại. Lúc này Đường Tam không có thời gian suy nghĩ nữa, vội vàng hấp thu hồn hoàn của rắn mạn Đà La. Năng lượng vô cùng mạnh mẽ chui vào trong cơ thể, khiến chàng vô cùng đau đớn. Lúc này Đại Sư đột nhiên tỉnh lại, La Tam Pháo. La Tam Pháo lại được triệu hồi ra và sử dụng hồn kỹ. Trong chốc lát, bầu không khí ngập tràn mùi hôi. Tiểu Vũ cũng vội vàng đưa Đường Tam rời khỏi đây. Đại Sư an tâm nhất đi, nhưng như vậy cũng khiến Đại Sư trở thành con tin của nhóm Tiêu Trần Vũ. Đường huynh đệ, ta ở học viện đợi ngươi, ngày mai trước khi mặt trời lặn, nếu ta không nhìn thấy ngươi, ta sẽ lấy tội danh đánh lén con của thành chủ, chém đầu hắn. Bên này Đường Tam sau khi hấp thụ hồn hoàn xong liền rơi vào huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh dường như Lam Ngân Thảo đã phát triển hơn trước rất nhiều, đợi khi chàng tỉnh lại cuối cùng chàng cũng trở thành hồn sư thật sự. Không chỉ khắp người ngập tràn sức mạnh, ngay cả thể chất cũng được cải thiện, Lam Ngân Thảo của chàng cũng trở nên chắc chắn hơn, mà hồn kỹ đầu tiên của chàng chính là quấn. Tiểu Vũ chủ động thử hồn kỹ của Đường Tam. Tê rồi, tê rồi. Thế nào, là độc, hồn kỹ đầu tiên của huynh, kế thừa độc của rắn mạn Đà La. Đường Tam sợ Tiểu Vũ trúng độc của mình, nhưng Tiểu Vũ nói chỉ bị mất cảm giác tạm thời thôi, nhưng khi tác chiến nó sẽ có hiệu quả nhất định. Sau đó Đường Tam cũng nhận được tin Đại Sư bị bắt, nhưng để đảm bảo an toàn cho Tiểu Vũ nên chàng nói mình sẽ không quay về cứu Đại Sư. Tiếp đến chàng chào tạm biệt Tiểu Vũ, sau đó một mình rời đi. Không ngờ Tiểu Vũ lại đến địa bàn của sói U Minh. Ta cần sự giúp đỡ của các người. Tiếp đến tất cả những con sói U Minh tập trung về phía Tiểu Vũ, mà năng lượng trên người chúng cũng dần được chuyển sang người của nàng. Sau đó Tiểu Vũ cũng nhẹ nhàng thăng cấp lên hồn sư nhất hoàn. Đường Tam không thể nào ngờ rằng mới một ngày không gặp Tiểu Vũ đã có hồn hoàn trăm năm, hơn nữa hồn kỹ của nàng còn được tăng thêm sức mạnh và tốc độ. Điều này khiến Đường Tam không ngừng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là làm thế nào cứu được Đại Sư ra ngoài. Đầu tiên hai người đến tìm Vương Thánh ở cùng ký túc xá với Đường Tam để nghe ngóng tình hình. Đại Sư bị nhốt ở sân luyện tập, ngươi chắc chứ? Chính mắt ta nhìn thấy. Vương Thánh nói cho hai người biết vị trí của Đại Sư, nhưng dường như chàng ấy có điều gì khó nói. Ba người đến sân luyện tập. Đầu tiên Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo quấn chặt cổ Linh Canh, sau đó Tiểu Vũ nhanh chóng đến hạ gục đối phương, sau đó nhanh chóng cởi trói cứu Đại Sư hiện đang hôn mê. Bọn ta đến cứu ngài đây, ngài tỉnh rồi. Mau đi đi, có bẫy. Đột nhiên từ trên đầu có một chiếc lồng sắt rơi xuống, Tiểu Vũ vội vàng đẩy Đường Tam ra ngoài. Lồng sắt rơi xuống nhốt hai người ở trong, hơn nữa bên ngoài lồng sắt còn được bố trí thêm hồn kỹ. Lúc này tên thiếu gia độc ác Tiêu Trần Vũ bước ra, cùng với nhóm đó còn có Vương Thánh đã bị bọn chúng bắt. Hóa ra Tiêu Trần Vũ lấy bố của Vương Thánh ra để đe dọa bắt Vương Thánh cố ý dẫn dụ nhóm Đường Tam vào bẫy. Đường Tam không trách Vương Thánh chỉ cho bọn chúng xem hồn hoàn của mình và nói muốn quyết đấu với đối phương. Nhưng Tiêu Trần Vũ không hề muốn đối địch với Đường Tam mà chỉ muốn Đường Tam giới thiệu cho hắn làm quen với võ hồn điện. Đường Tam không muốn dính dáng gì đến võ hồn điện nên dùng sức bẻ xong lồng sắt. Sả quá,
Tiêu Trần Vũ chỉ nói đây là hồn kỹ của hồn tôn, có tam hồn hoàn chỉ dựa vào võ hồn của Đường Tam không thể nào chống lại được. Nhưng Đường Tam không có ý định bỏ cuộc. Một lần nữa chàng triệu hoán ra Lam Ngân Thảo cố gắng chịu đựng dòng điện thiêu đốt cơ thể. Thuộc hạ của Tiêu Trần Vũ ở bên cạnh thấy vậy lập tức ra tay ngăn cản, nhưng lập tức bị dòng điện hất văng ra ngoài. Mà lúc này đại sư nhìn thấy võ hồn của Đường Tam đang tan biến. Khi Lam Ngân Thảo bị đốt cháy hoàn toàn thì lồng sắt cũng bị bẻ cong để lộ ra một lỗ hổng. Hai người cuối cùng cũng được cứu ra ngoài nhưng võ hồn của Đường Tam đã bị phế. Lúc này đại sư cũng để lộ ra hồn hoàn thứ hai của mình. Một lần nữa La Tam Pháo lại nhả ra khí độc, không lâu sau tất cả mọi người đều bị thôi miên và ngất đi. Ba người Đường Tam cũng vội vàng rời khỏi nơi này. Vì sợ đối phương sẽ tìm người nhà của mình báo thù nên Đường Tam đưa hai người kia đến làng Thánh Hồn. Nào ngờ rằng ba người vừa rời đi, Vương Thành đã giết chết Tiêu Trần Vũ. Gợi đến khi hồn tôn của nhà thành chủ quay về, chỉ nhìn thấy thi thể của Tiêu Trần Vũ, nói kẻ nào làm? Là Đường Tam. Đường Tam là ai? Đường Tam là học sinh của học viện, còn một học sinh nữa tên là Tiểu Vũ và đại sư làm tạp vụ của học viện giúp hắn. Hồn tôn lập tức dẫn người đến làng Thánh Hồn, hắn nhất định phải bắt ba người đó về mới có thể cho thành chủ một câu trả lời thỏa đáng. Ba người Đường Tam sau khi về đến nhà phụ thân của Đường Tam, bảo ba người nhanh chóng chạy thoát thân. Tiêu Trần Vũ chết rồi, bọn chúng không bắt được hung thủ thì bắt bọn con về chôn cùng. Đường Tam dắt theo Tiểu Vũ đến thông báo cho trưởng làng, mà đại sư ở lại nhà Đường Tam đã nhận ra thân phận của bố chàng, Đường Hạo. Ngày ấy từng là người xưng bá đại lục Hạo Thiên Đấu La, ngươi có từng nghĩ đến sau khi nhận ra ta, ngươi sẽ có kết cục gì không? Đại sư không thể nào ngờ rằng người đứng trước mặt mình lại là Hạo Thiên Đấu La, người có cửu hồn hoàn, nhưng ông ấy không giết người diệt khẩu mà cầm búa nện xuống nền nhà mình. Đây là thiên thạch, cứng hơn phần lớn vật chất trên thế gian này. Nó dùng để làm gì thế? Dùng để phong ấn. Bên dưới là một cây quỷ đằng. Quỷ đằng 600 năm thuộc loại quỷ hồn hệ thực vật. Sau đó ông bảo đại sư tưới một bình nước xuống đó. Không lâu sau quỷ đằng bắt đầu thức tỉnh, cây dây leo to lớn từ dưới đất chui lên. Đường Hạo nói với đại sư, quỷ đằng này là hồn hoàn thứ hai mà mẫu thân Đường Tam để lại cho chàng, còn bây giờ ông phải đến thành Nặc Đinh để giải quyết phiền toái. Khi Đường Tam và Tiểu Vũ quay lại thì nơi này chỉ còn lại một mình đại sư. Đây là quỷ đằng, hơn 600 năm, vừa đúng có thể trở thành hồn hoàn thứ hai của ngươi. Sức sống của quỷ đằng rất mạnh mẽ. Theo lý luận về ngụy trang tự vệ của ta, nó có thể bù đắp tổn thương cho võ hồn của ngươi. Đúng vào lúc này hồn tôn đến truy sát Đường Tam cũng tới trước cửa nhà chàng, nhìn thấy quỷ đằng to lớn ở trước mắt hắn lập tức thể hiện hồn kỹ của mình. Quỷ đằng và hồn tôn đại nhân chiến đấu với nhau, chuyện này cũng khiến Đường Tam có cơ hội. Đại sư nói với chàng phải lợi dụng quỷ đằng giải quyết hồn tôn ở ngoài kia trước. Đường Tam có võ hồn hệ thực vật nên không bị nó tấn công. Đầu tiên Đường Tam sử dụng tử cực ma đồng, tất cả mọi chuyển động đều chậm hơn bình thường 100 lần. Mà lúc này chàng cũng phát hiện ra nhược điểm của đối phương, bèn vội vàng sử dụng quỷ ảnh mê tung đến gần đối phương. Nào ngờ ra thực lực của hai bên chênh nhau quá lớn nên chàng lập tức bị hất văng ra ngoài. Vào lúc Đường Tam chuẩn bị ngã đập vào cây rìu phía sau thì Tiểu Vũ kịp thời xuất hiện cứu được chàng. Đại sư cũng ở trong nhà sử dụng hồn kỹ để quấy rối đối phương. Đường Tam nhân cơ hội cầm khiên gỗ lên tạm thời cản được dòng điện của đối phương. Và lúc hắn đánh bay Đường Tam bỗng điều khiển quỷ đằng trói vị hồn tôn này lại. Mặc dù quỷ đằng không thể nào trói được hắn nhưng khả năng ký sinh cực mạnh của quỷ đằng đã khiến đối phương mất đi khả năng chiến đấu. Tiểu Vũ vội vàng xuất chiêu ném hắn qua bên kia. Sau đó Đường Tam đi vào trong nhà giải quyết quỷ đằng. Khi rìu của Đường Tam chém xuống, năng lượng bên trong cơ thể của quỷ đằng dần tan biến và tạo thành hồn hoàn. Đường Tam cũng nhanh chóng hấp thu hồn hoàn. Một lần nữa Đường Tam rơi vào huyễn cảnh, nào ngờ độ tuổi của cây quỷ đằng này đã vượt qua giới hạn của hồn quan thứ hai. Đường Tam không thể nào chống lại được, bị quỷ đằng ký sinh. Tiểu Vũ đem hồn lực của mình truyền cho Đường Tam. Khi hồn lực không ngừng tăng lên, cuối cùng Đường Tam cũng chống lại được quỷ đằng, không bị nó hấp thu ngược, mà thực lực của Đường Tam cũng tăng lên hai hồn hoàn, hơn nữa đều là hồn hoàn trăm năm màu vàng. Đường Tam, chắc chắn ngươi là hồn sư đột phá, hai hồn hoàn nhanh nhất trong lịch sử. Sau đó Đường Tam thử xem hồn kỹ thứ hai của mình là gì, mà hồn kỹ này chính là khả năng ký sinh được thừa kế của quỷ đằng. Nếu như kết hợp với hồn kỹ thứ nhất là độc tố gây ra tê liệt tạm thời, có thể dễ dàng ký sinh vào người của đối phương mà thần không biết quỷ không hay. Một bên khác, Đường Hạo đi đến thành Nặc Đinh rất nhanh đã giải quyết được tên thành chủ tàn đạo bất nhân. Đến tối sau khi về nhà, ông chào tạm biệt Đường Tam bèn dặn chàng cố gắng học theo đại sư, để một ngày nào đó nội tâm và võ hồn của con mạnh mẽ đến mức không có gì sánh bằng. Đến lúc đó ta sẽ xuất hiện trước mặt con. Sau đó ông liền rời đi. Sau khi quay về, Đường Tam bái đại sư làm sư phụ. Mặc dù đại sư chỉ có hai hồn hoàn, nhưng chàng tin chắc rằng lời dặn của phụ thân nhất định có lý, mà đại sư cũng chính là người thầy tuyệt vời nhất của Đấu La Đại Lục. Sau đó đại sư giới thiệu cho hai người một nơi mới, học viện quái vật. Mỗi học sinh trong học viện này đều có sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng. Người nào người nấy đều là quái vật thực thụ.
Mạnh như vậy ư? Theo như lời đại sư nói, tên thật của học viện quái vật là Sử Lai Khắc, không thuộc bất kỳ thế lực và gia tộc nào, nhưng muốn nhập học phải thông qua bài kiểm tra của học viện. Ngày hôm sau, đại sư liền đưa hai người đến nơi kiểm tra để nhập học. Địa chỉ của học viện Sử Lai Khắc thường xuyên thay đổi, muốn vào được học viện Sử Lai Khắc phải vào nhà trọ này trước để làm bài kiểm tra nhập học. Sau đó hai người liền vào trong nhà trọ. Trong nhà trọ có một thầy giáo chiêu sinh, còn có một học sinh phụ trách ghi chép những người đến đăng ký. Học sinh đó nói với hai người phí báo danh là 50 kim hồn tệ, nhưng Đường Tam lục khắp túi chỉ có mỗi một kim hồn tệ. Hai người thấy mình không đủ tiền nộp phí báo danh, chuẩn bị rời đi. Một học sinh khác đột nhiên xuất hiện, nhiệt tình giữ hai người lại, sau đó đem túi tiền giao cho thầy giáo. Thầy giáo vui vẻ nhận lấy tiền, bèn bảo hai người đi tham gia kiểm tra nhập học trước đã. Đúng lúc này có một cô nương đi đến. Đới Mộc Bạch đâu? Biết ta sao? Ta muốn quyết đấu với huynh. Được thôi. Không được, không được. Bao nhiêu đồ thế này, đập hỏng ai đền cho ta. Vào đi. Cô nương ấy vốn dĩ định đuổi theo nhưng bị cản lại, sau đó cô được thông báo rằng muốn vào trong phải nộp phí báo danh. Cô không nói không rằng ném túi tiền cho đối phương. Hai người Đường Tam chỉ cảm thấy mình bước vào một nhà trọ lừa đảo, nhưng họ vẫn đi theo tiểu nhị của nhà trọ vào trong nhận phòng. Hai người tự xưng là huynh muội và ở chung với nhau, tiểu nhị cũng tự giới thiệu sơ qua với bản thân. Ta họ Âu, tên là Tư Khách. Âu Tư Khách bảo hai người cứ nghỉ ngơi đi, sau đó rời khỏi phòng. Nàng ngờ đến tôi có một vị cao thủ tới, người đến chỉ nói mình có thù với học viện Sử Lai Khắc. Sau đó ông dùng một chưởng đập vỡ cửa và đánh Âu Tư Khách bay ra ngoài. Ai muốn gia nhập học viện Sử Lai Khắc sẽ trở thành kẻ thù của ta, có cứu người không? Đây có phải một phần của bài kiểm tra không? Mặc dù Đường Tam còn nghi ngờ nhưng chàng vẫn sử dụng hồn kỹ của mình. Nhưng Lam Ngân Thảo không thể nào đến gần đối phương. Sau đó người đến khiêu chiến cũng thể hiện ra bốn hồn hoàn. Đường Tam lập tức cảm nhận được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Nhưng chàng vẫn xông ra cản đối phương lại. Tiểu Vũ cũng xông ra sau Đường Tam. Mặc dù tốc độ đủ nhanh nhưng do sức mạnh hai bên chênh lệch quá lớn, nữ học viên mới báo danh cũng đã triệu hồi võ hồn của mình. Cô nương này cũng có hồn kỹ thiên về tốc độ nhưng cũng không thể phá được lớp phòng ngự của đối phương. Đường Tam nhắm chuẩn cơ hội vội vàng ra tay, nào ngờ đối phương chỉ nện một đòn xuống đất lập tức khiến cả ba người văng ra ngoài. Quả nhiên thực lực của hồn tôn vô cùng đáng sợ. Tiếp đến đối phương nhấc Âu Tư Khách lên trực tiếp bẻ gãy cổ chàng. Các người nhìn thấy hết rồi chứ, đây chính là kết cục. Có rất nhiều học sinh thấy vậy sợ quá vội vàng chạy khỏi nơi này. Nhưng Đường Tam không thể nào ưa nổi hành vi ỷ mạnh hiếp yếu này. Mặc dù đối phương nhiều hơn mình hai hồn hoàn, nhưng chàng vẫn muốn chiến đấu đến cùng. Đường Tam lập tức sử dụng Lam Ngân Thảo, những sợi dây leo như rắn độc chẳng mấy chốc đã quấn chặt lấy đối phương. Nào ngờ ông ta lại có thể dễ dàng giật đứt dây trói. Sau đó Đường Tam ném Lam Ngân Thảo cho Tiểu Vũ, đây cũng là lần đầu tiên hai người kết hợp kỹ năng của võ hồn lại với nhau. Võ hồn của Tiểu Vũ vốn dĩ là tăng thêm tốc độ, cộng thêm Đường Tam dùng hồn lực hỗ trợ, dùng tốc độ để tăng thêm sức mạnh. Tiểu Vũ giống như một quả tên lửa bắn về phía đối phương, mà chiêu thức này cũng đã phá được lớp phòng ngự của ông ta. Hồn kỹ mà hồn tâm sử dụng quá mạnh khiến Tiểu Vũ lập tức ngất đi. Đường Tam thấy Tiểu Vũ bất tỉnh vô cùng áy náy, một lần nữa đối phương lại vận khí đánh đến. Đường Tam không hề do dự lấy thân mình che cho Tiểu Vũ, chuyện này cũng chính thức khiến Đường Tam nổi giận. Nếu như nhẫn nhịn là mất đi, vậy trận chiến này cho dù chết, ta cũng phải đòi lại công bằng cho muội muội của ta. Lần này Đường Tam không sử dụng võ hồn nữa mà sử dụng công pháp của Huyền Thiên Bảo Lục. Đầu tiên chàng ném ra ba ám khí, và lúc đối phương đỡ ám khí lập tức tiếp cận ông ta. Đường Tam sử dụng chiêu thức kỳ lạ để đưa Long Tu vào người đối phương, cuối cùng cũng tìm được sơ hở của đối phương ở sau lưng. Không ngờ rằng chàng vẫn chưa đánh bại được ông ta, sau đó hồn tông dùng trọng lực để đè Đường Tam xuống đất. Đường Tam bị đè thật chặt. Đường Tam bị ép vào đường cùng chỉ đánh sử dụng võ hồn ở tay bên kia. Hạo Thiên Trùy là võ hồn hệ vũ khí mạnh nhất Đấu La Đại Lục. Với lực tấn công cực mạnh của nó chẳng mấy chốc đã đập ông ta văng ra ngoài. Mà ngay sau đó Đường Tam cũng bồi thêm một đòn nữa, ép đối phương phải thể hiện ra toàn bộ sức mạnh của mình. Sức mạnh của hồn thánh quá lớn trực tiếp khiến Đường Tam ngất ngay tại chỗ. Đường Tam một lần nữa lại vào trong huyễn cảnh. Từ nhỏ Đường Tam đã thường xuyên mơ thấy nơi này còn có giọng nói của một người phụ nữ không ngừng gọi tên chàng. Đợi đến khi Đường Tam tỉnh lại thì thấy Tiểu Vũ vẫn khỏe mạnh bình thường. Lúc này người đàn ông khi nãy mới nói với ba người đây là bài kiểm tra để nhập học. Để kiểm tra năng lực cũng thử thách lòng dũng cảm của các ngươi, mấy tiểu quái vật các ngươi đều đạt yêu cầu rồi, một bài kiểm tra mà phải giết người sao? Đúng vào lúc này Âu Tư Khách từ trong chuông chui ra, hóa ra tất cả mọi thứ khi nãy chỉ là biểu diễn, mà Âu Tư Khách cũng là học sinh của học viện Sử Lai Khắc. Thầy giáo kiểm tra bọn họ chính là hồn khánh có 7 hồn hoàn tên là Triệu Vô Cực, nhưng bây giờ thầy không còn dạy trong học viện Sử Lai Khắc nữa. Do tài chính của học viện thiếu thốn không thể trả lương cho các giáo viên, nhưng khi kiểm tra nhập học thầy Triệu vẫn sẽ đến giúp đỡ. Sau đó Triệu Vô Cực liền rời đi, mà cô nương khi nãy là Chu Trúc Thanh lại đến khiêu chiến với Đới Mộc Bạch. Chớp mắt nàng đã đấu với Đới Mộc Bạch vài chiêu, nào ngờ nàng không thể nào phá nổi lớp phòng ngự của Đới Mộc Bạch. Lúc này Đới Mộc Bạch mới thể hiện năng lực thật sự của mình. Chàng trai này tuổi còn rất trẻ đã có 3 hồn hoàn trở thành hồn tôn rồi. Điều này khiến sức mạnh và tốc độ của chàng vượt xa người bình thường. Và chàng cũng là đại sư huynh của học viện quái vật Đới Mộc Bạch.
Viện trưởng của học viện là một hồn thánh với 7 hồn hoàn. Võ hồn của ông khiến ông có thể tự do bay lượn. Nào ngờ vừa nhìn thấy đại sư, viện trưởng đã cho ngài ấy một trường. Tìm đệ bao nhiêu năm mà mãi chẳng có tin tức gì. Đệ chạy đi đâu thế? Hóa ra viện trưởng và đại sư là nhóm bao huynh đệ thân thiết. Vừa thấy đại sư, ông đã đưa đại sư vào trong nhà. Sau một hồi nói chuyện, viện trưởng mới biết đại sư là sư phụ của Đường Tam. Sau đó ông một mực bắt đại sư ở lại học viện làm thầy giáo, mà đại sư vì Đường Tam cũng đồng ý yêu cầu của viện trưởng. Giới thiệu với tất cả mọi người một thầy giáo mới, thầy là bạn bè lâu năm của ta, từng là đại sư triết lý về võ hồn. Cả học viện ngoại trừ 5 học sinh này còn có một học sinh khác dự thính đến từ võ hồn điện. Phương thức dạy học của học viện quái vật vô cùng đặc biệt. Viện trưởng đưa mọi người đến một nơi bên ngoài làng. Ngôi làng trước mắt chúng ta gần đây có xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ gì vậy? Tình hình cụ thể cần các con vào trong tự hỏi. Câu trả lời cũng do các con tự tìm. Viện trưởng và đại sư ở bên ngoài ngôi làng, còn 6 học sinh thì đi vào trong ngôi làng. Đầu tiên mọi người đến gặp trưởng làng để hỏi thăm tình hình. Theo như những gì trưởng làng nói, buổi tối vào ngày trước một nhà dân đột nhiên bốc cháy, trong nhà xuất hiện một quái vật khói đen. Nhà bị cháy đó, có ai còn sống không? Có một đứa bé tên là Mã Hồng Tuấn. Sau khi cả nhóm đến tìm Mã Hồng Tuấn, chàng nói đám khói đen đó không phải là quái vật mà là phụ thân của chàng. Sau đó bọn họ lợi dụng Mã Hồng Tuấn dụ người khói đó ra để thu phục được người khói đới Mộc Bạch ra tay trước. Vào lúc hai người đang đánh nhau với đám khói đen thì Đường Tam phát hiện ra sơ hở, sau đó chàng lập tức ra tay cứu đám khói. Đới Mộc Bạch thắc mắc hỏi Đường Tam nhưng Đường Tam đứng chắn trước đám khói. Bởi vì chàng phát hiện ra đám khói này không thật sự muốn ra tay với bọn họ. Nào ngờ trong lúc cả nhóm đang tranh luận thì Mã Hồng Tuấn bị ai đó bắt đi mất. Người đưa Mã Hồng Tuấn đi chính là trưởng làng. Hắn bị sao vậy? Mấy tên hồn sư này không đáng tin. Nhưng mà họ đã hứa là giúp chúng ta rồi. Đó là lừa cậu thôi. Mau nói cho cậu biết, mục đích thực sự của chúng là bắt cha cậu. Sau khi bắt ông ấy đi sẽ nghiên cứu nguyên nhân ông ấy đột biến. Ông ta đưa Mã Hồng Tuấn đến căn nhà bị cháy, sau đó ném một cái khăn vào trong, cái khăn lập tức bị đốt cháy thành tro. Nhưng ông ta lập tức bắt Mã Hồng Tuấn vào trong. Mã Hồng Tuấn lập tức xuyên qua trận pháp vào bên trong, đợi nhóm người Đường Tam đi theo đám khói đến đây, trưởng làng bỗng nhiên cười lớn. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, ta hỏa phượng hoàng của chúng ta cuối cùng cũng tái hiện rồi. Hóa ra tổ tiên của làng Dạ Hỏa có võ hồn đỉnh cao là Tà Hỏa Phượng Hoàng, chưa có điều truyền đến hiện tại hồn lực trong huyết mạch đã tan biến từ lâu rồi. Trong đó trưởng làng cho tất cả mọi người trong làng ăn một viên thuốc biến dị. Phụ thân của Mã Hồng Tuấn biến dị thất bại nên mới trở thành quái vật. Sau đó cha của Mã Hồng Tuấn đã bảo vệ võ hồn của con trai. Nào ngờ nhóm Đường Tam đến khiến trưởng làng có cơ hội. Mọi người chỉ cảm thấy cách làm của trưởng làng quá tàn nhẫn, nhưng muốn ngăn cản đã quá muộn rồi. Bởi vì Tà Hỏa Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn sắp thức tỉnh rồi. Mà sau khi thức tỉnh, chàng sẽ trở thành một quái vật. Cậu bé đưa tay chạm vào một con Tà Hỏa Phượng Hoàng. Một giây sau bỗng hút võ hồn thượng cổ này vào trong người. Mọi người ở bên ngoài vô cùng bất ngờ. Đợi đến khi chàng đi ra ngoài thì chàng đã trở thành hồn sư với 2 hồn hoàn. Trưởng làng lừa chàng rằng những hồn sư từ bên ngoài tới này muốn hãm hại cha của chàng. Chuyện này khiến Mã Hồng Tuấn vô cùng tức giận. Đường Tam vội vàng sử dụng võ hồn khống chế đối phương, nhưng trùng hợp là Lam Ngân Thảo bị lửa của Tà Phượng Hoàng khống chế. Những người khác vội vàng tham gia vào trận chiến. Học sinh của học viện Sử Lai Khắc đều là những yêu nghiệt, mỗi người ở trong độ tuổi của họ đều là quái vật. Sau khi mọi người hợp sức tấn công liên hoàn, rất nhanh đã đẩy lùi được Mã Hồng Tuấn. Đây là Tà Hỏa Phượng Hoàng sao? Thất vọng quá, sao lại thế được? Trưởng làng không thể nào ngờ rằng học viện nghèo khó vô danh này lại có học sinh xuất sắc đến thế. Mà lúc này Mã Hồng Tuấn đột nhiên bị một luồng khói đen bao vây. Sau khi chàng đau đớn hét lên, không gian xung quanh chàng không ngừng sụp đổ, cho đến khi chàng ngã xuống thì phát hiện mình đã đến một huyễn cảnh. Ở nơi này phụ thân của chàng vẫn chưa chết. Chàng vui mừng tưởng rằng mình mới trải qua một cơn ác mộng, nhưng phụ thân lại nói tất cả đều là sự thật. Hóa ra không gian ở đây là do phụ thân chàng đốt cháy võ hồn tạo nên, mục đích là để ra tất cả mọi thứ của ông cho chàng. Khi con có võ hồn và sức mạnh của ta, con mới có thể thoát khỏi mọi ràng buộc để sáng tạo ra tương lai thuộc về riêng con. Phụ thân đem hết hồn lực và ký ức của mình cho con trai. Lúc này ở bên ngoài Mã Hồng Tuấn cũng dần tỉnh lại. Lúc này chàng cũng biết hóa ra phụ thân của mình luôn bị trưởng làng hãm hại. Mã Hồng Tuấn lại triệu hồi Tà Hỏa Phượng Hoàng, sau đó tung trưởng về phía trưởng làng. Ta biết người rất khó chịu, nhưng người phải bình tĩnh lại. Lúc này Mã Hồng Tuấn đã hoàn toàn mất kiểm soát, ngọn lửa của hồn kỹ không ngừng ném về phía bọn họ, không lâu sau đã khiến xung quanh bốc cháy. Vào lúc mọi người đang định ra tay khống chế Mã Hồng Tuấn thì phát hiện bọn họ không thể nào đánh lại đối phương. Lúc này Mã Hồng Tuấn phát điên lên, khả năng chiến đấu tăng lên gấp nhiều lần. Sức mạnh này vượt ra ngoài giới hạn của 2 hồn hoàn. Đúng lúc này viện trưởng đến, ông ra tay hạ gục Mã Hồng Tuấn, nhưng viện trưởng không thể nào ngăn cản chàng đốt lửa. Nếu không thể đánh thức chàng thì cả ngôi làng này sẽ bị cháy. Nhưng với tình hình trước mắt thì đánh thức nó rất khó. Nếu như cậu ấy không tỉnh lại, cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra? Đều là chết, giống như phụ thân của nó, đốt cháy hết võ hồn và sinh mệnh.
Đường Tam không muốn nhìn thấy đối phương đương nhiên bị thiêu chết, chàng dứt khoát đi về phía Mã Hồng Tuấn. Mặc dù chàng biết có thể mình sẽ bị ngọn lửa thiêu chết nhưng chàng vẫn cố chịu đựng cái nóng để kéo Mã Hồng Tuấn dậy. Chàng nói cho Mã Hồng Tuấn biết như vậy rất nguy hiểm nhưng Mã Hồng Tuấn không hề quan tâm đến tính mạng của mình. Chàng người chọn cách thiêu cháy bản thân vì muốn truyền lại võ hồn cho người, không phải để người phá hủy niềm hy vọng của ông ấy gửi gắm cho người. Người phải mang theo sức mạnh của ông ấy truyền cho người, tiếp tục sống thật tốt. Người không thể, cũng không được phép từ bỏ hy vọng, có hiểu không? Lần này cuối cùng Mã Hồng Tuấn mới có động lực sống tiếp, sau đó chàng thu hồi võ hồn của mình. Sau khi tỉnh táo lại, Mã Hồng Tuấn thành công gia nhập học viện Sử Lai Khắc. Tới đây Sử Lai Khắc thất quái cũng sắp tập hợp đầy đủ. Chi bảo yếu mình, y yue li. Sau khi chàng trai được tăng thêm sức mạnh lập tức biến thành một lực sĩ, mà đây cũng chính là sức mạnh của hồn sư phụ trợ. Hồn kỹ thứ hai của nàng chính là gia tăng tốc độ. Mới đầu chàng trai không cảm thấy gì hết, nhưng khi chàng bắt đầu chạy tốc độ của chàng nhanh như báo săn, võ hồn của nàng là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, cũng chính là học sinh thứ 7 tham gia học viện Sử Lai Khắc. Hôm đó viện trưởng lấy ra thủy tinh đo hồn lực đưa cho Âu Tư Khách, bảo chàng đo thử hồn lực. Hồn lực của hồn hoàn thứ 2 của Âu Tư Khách đã đạt đến mãn cấp, vậy nên tất cả mọi người chuẩn bị đến rừng rậm tinh đầu giúp Âu Tư Khách hết hồn thú tăng cấp lên hồn hoàn thứ 3. Rừng rậm tinh đầu ở bên ngoài thành tinh đầu, nơi này là nơi không ai quản lý nên quanh năm hỗn loạn không ngày nào yên ổn. Để không khiến người khác chú ý, bèn để Đường Tam, Tiểu Vũ và đại sư đi trước. Nào ngờ ba người họ vẫn bị một nhóm ác bá nắm chúng. Đại sư biết nhất định phải cho chúng thấy thực lực thật sự mới tránh được phiền toái. Đại sư dùng đạo cụ đặc biệt để thể hiện ra bảy hồn hoàn. Cách dùng hồn thánh để dọa người khác quả thật là rất hữu hiệu. Sau đó đại sư đưa hai người đến nhà trọ nghỉ ngơi trước. Nào ngờ khi đại sư đi đón nhóm viện trưởng, Đường Tam và Tiểu Vũ bị người khác chặn giữa đường. Vị trưởng bối vừa ở cạnh bọn ta là hồn thánh bảy hồn hoàn. Biết, gặp rồi. Nếu không phải thấy hắn đi rồi, bọn ta cũng không dám đến đây chặn các người. Và lúc đám người đó chuẩn bị ra tay thì xuất hiện một người mặc áo trùm đen. Người đó thể hiện ra bốn hồn hoàn là hồn tông, nhưng chỉ mỗi một hồn tông chưa đủ khiến bọn họ sợ hãi. Thế tên ác bá xông tới trước mặt người mặc áo choàng đen, người đó chỉ giơ vài ngón tay ra đã khống chế được ác bá, khiến hắn đứng im tại chỗ không thể động đậy. Tiếp đến hai tên ác bá đằng sau cũng lần lượt ngã xuống. Nhóm còn lại thấy vậy vội vàng chạy mất, còn ba tên ác bá phải bỏ mạng lại nơi này. Ngài giết bọn họ rồi, là bọn họ muốn giết ta. Sau đó người mặc áo choàng đen nói với hai người tên của mình là Diệp Chi Thu, đồng thời người đó cũng nhìn thấy Tiểu Vũ trúng độc nhưng không chịu giải. Đường Tam định ra tay với đối phương nhưng Diệp Chi Thu nói loại độc này chỉ có mình mới giải được. Tiếp đến ông lấy ra một lọ thuốc độc khác. Ngày mai sẽ có một hồn sư tên là Độc Cô Nhạn đi tới rừng rậm tinh đầu. Mục tiêu của cô ta là giết hồn thú, thăng cấp lên ba hồn hoàn. Nhiệm vụ của các người chính là tìm cách gặp gỡ cô ta, sau đó ở trước mặt cô ta đập vỡ chiếc lọ này. Diệp Chu Thu nói với hai người tên đầu Độc Cô Nhạn có đeo một bông hoa anh đào, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ giao thuốc giải cho hai người. Đợi nhóm đại sư đến, Đường Tam đem tất cả mọi chuyện nói với đại sư và viện trưởng. Ngày hôm sau, viện trưởng liền dẫn mọi người vào trong rừng rậm tinh đầu. Để đảm bảo tất cả mọi người có trạng thái tốt nhất, bèn bảo Âu Tư Khách thể hiện hồn kỹ của mình. Âu Tư Khách là hồn sư hệ đồ ăn, hồn kỹ của chàng là cung cấp thức ăn khiến tất cả mọi người khôi phục trạng thái tốt nhất, toàn lực khôi phục xúc xích lớn. Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh sau khi ăn xong một cây xúc xích, bèn cảm thấy hồn lực vừa mới bị tiêu hao giờ đã hoàn toàn khôi phục. Tiếp đó Âu Tư Khách phát cho mỗi người một cây, nhưng không biết trong rừng rậm tinh đầu này có rất nhiều hồn thú, hơn nữa nó vô cùng hung ác. Đối mặt với hồn thú trên 100.000 năm, viện trưởng có 7 hồn hoàn không hề có ý định chiến đấu, chỉ nghĩ làm sao an ủi đối phương. Nhưng Thái Thản Cự Viên vẫn đi về phía mọi người, không còn cách nào khác, viện trưởng chỉ đành thể hiện võ hồn của mình và bảo tất cả học sinh nhanh chóng rời đi. Nhưng hồn thành có 7 hồn hoàn không chịu nổi một cú của Thái Thản Cự Viên. Mọi người đi trước đi, ta giúp viện trưởng. Hồn tôn ở trước mặt nó lại càng không đáng là gì hết. Tất cả mọi người đều sử dụng hồn kỹ để ngăn cản đối phương, nhưng dường như chỉ đang giúp nó gãi ngứa. Thái Thản Cự Viên gầm lên một tiếng lập tức đánh bay mọi người, chỉ có Tiểu Vũ ở bên cạnh không hề bị thương. Đường Tam ngã lăn ra đất chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên kéo đi. Đường Tam một mình đuổi theo bỗng gặp phải Nhện Quỷ Mặt Người đến đây báo thù. Nếu như ngươi không cho ta đi thì làm hồn hoàn thứ ba của ta đi. Đây là lần đầu tiên Đường Tam dùng Hạo Thiên Trùy ở tay trái. Hạo Thiên Trùy là võ hồn đỉnh cao hệ vũ khí, chỉ một búa đã khiến Nhện Quỷ Mặt Người ngàn năm bị đánh chết. Sau đó năng lượng của Nhện Quỷ Mặt Người hóa thành hồn hoàn màu tím, mà đây sẽ trở thành hồn hoàn thứ ba của Đường Tam. Vào lúc Đường Tam chuẩn bị hấp thu hồn hoàn, Lão sư,
Nhưng đại sư lại nói với chàng giới hạn của hồn hoàn thứ ba là 1.700 năm. Nếu như hấp thu hồn hoàn vượt qua giới hạn chắc chắn sẽ chết. Nhưng Đường Tam vì cứu Tiểu Vũ chỉ đành liều mạng, nhưng vừa chuẩn bị hấp thu thì bị người khác cắt ngang. Người đến đây là ông bà lão và một cô gái, mà bông hoa anh đào ở trên đầu cô gái đã chứng minh đây chính là người Đường Tam cần tìm. Đường Tam lập tức nhận ra cô gái này là Độc Cô Nhạn. Ông bà lão cũng nói hồn thú này thực sự không thích hợp với Đường Tam, bèn ngỏ ý muốn Đường Tam nhường lại thi thể hồn thú này cho họ. Họ có thể dùng thi thể thu hút hồn thú khác đến. Nhưng bây giờ Đường Tam chỉ muốn nhanh chóng đi cứu Tiểu Vũ, sau đó chàng liền cưỡng ép hấp thu hồn hoàn. Hồn lực mạnh mẽ chui vào cơ thể khiến chàng lập tức mất đi ý thức. Mà lúc này khói độc trong tay Đường Tam đã chui vào trong người Độc Cô Nhạn. Ông bà lão cũng phát hiện ra điều này nên vội vàng kiểm tra cơ thể của Độc Cô Nhạn, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Nhưng lúc này cơ thể Đường Tam bắt đầu sinh ra tơ nhện, không lâu sau bên ngoài tơ nhện ngày càng nhiều, rất nhanh đã kết thành một cái kén khổng lồ. Nếu không thể phá kén chui ra, chàng sẽ nằm lại nơi này mãi mãi. Tình hình này còn muốn sống sót chỉ sợ là không có cơ hội. Chàng trai cưỡng ép hấp thu hồn hoàn của nhện quỷ, không ngờ lúc này trên người chàng lại xuất hiện 4 hồn cốt, ngay cả ý thức cũng bị rơi vào hỗn độn. Huynh ấy làm sao thế? Hồn lực quá mạnh, tâm tính thay đổi, sức mạnh của nhện quỷ mặt người đã hoàn toàn khống chế hắn rồi. Quái vật như thế này không được để nó sống ở trên đời, không cứu được nữa rồi, giết hắn đi. Đúng vào lúc này viện trưởng kịp thời đến nơi bảo vệ Đường Tam, mà Đường Tam mất đi ý thức lập tức đi vào sâu trong rừng, bởi vì trước khi mất đi ý thức, chấp niệm duy nhất của chàng là cứu Tiểu Vũ. Ba học sinh của Sử Lai khác cố gắng giữ chân chàng lại nhưng không thể nào cản được sức mạnh của Đường Tam sau khi biến dị. Sau khi vị hồn sư hệ phụ trợ đến giúp mọi người tăng thêm sức mạnh mới giúp mọi người khống chế được Đường Tam. Lúc này nhóm đại sư cũng đi đến, bèn nói hồn lực trong người chàng quá nhiều nên bị thú tính khống chế tâm trí. Muốn cứu chàng chỉ có cách nhổ hồn cốt trên người chàng ra. Nhưng sau khi hồn cốt nhập thể đã gắn liền với cơ thể của hồn sư rồi, nếu cưỡng chế nhổ nó ra thì cả đời này Đường Tam sẽ chỉ có 3 hồn hoàn thôi, không thể nào thăng cấp được nữa. Vậy không phải tàn phế rồi sao? Nhưng đại sư cho rằng tính mạng là quan trọng nhất. Vào lúc ngài chuẩn bị ra tay nhổ hồn cốt, Đường Tam bỗng gọi tên Tiểu Vũ. Điều này khiến đại sư cho rằng Đường Tam vẫn chưa hoàn toàn mất hết ý thức. Nhưng ngài không biết rằng đây chỉ là chấp niệm mạnh mẽ của Đường Tam mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của chấp niệm một lần nữa, Đường Tam đi vào sâu trong rừng. Một bên khác, mặc dù Tiểu Vũ bị Thái Thản cự viên đưa đi nhưng nó không hề làm bị thương Tiểu Vũ. Lúc nãy ngươi đánh đau quá, nhỡ Đường Tam bị thương thì sao? Nhị Minh, hình như ngươi lại cao lên rồi. Ngoài ra hai người vốn dĩ quen biết lẫn nhau. Không chỉ như vậy, Tiểu Vũ còn hấp thu hồn lực của Thái Thản cự viên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nàng đã được thăng cấp lên 3 hồn hoàn. Nhưng Thái Thản cự viên vẫn chê nàng hấp thu quá ít số hồn hoàn quá thấp. Không cần đâu, không cần đâu, đủ rồi. Bây giờ mọi người cao nhất cũng chỉ 3 hồn hoàn. Ta thăng cấp quá nhanh, không thích hợp. Cuộc đối thoại này nếu để người khác nghe thấy có lẽ sẽ tức ọc máu. Người khác muốn tăng lên một hồn hoàn phải cố gắng rất nhiều, mà Tiểu Vũ lại có thể chuyển hồn lực từ hồn thú sang người mình. Sau một hồi lưu luyến chào tạm biệt Thái Thản cự viên, Tiểu Vũ chuẩn bị đi tìm Đường Tam. Không ngờ lúc này Đường Tam cũng đến, còn không cẩn thận hất văng Tiểu Vũ. Chuyện này khiến Thái Thản cự viên tức giận, chỉ một cước đã khiến Đường Tam xem chết. Ta không sao, đừng làm hại huynh ấy. Lúc này viện trưởng và đại sư đến nơi, đại sư nói hết những chuyện xảy ra với Đường Tam cho Tiểu Vũ nghe. Tiểu Vũ nói nàng có cách để chuyển hồn lực ra ngoài. Hồn lực của hồn sư sao có thể chuyển ra ngoài được? Ta có cách. Hai người chỉ nghĩ là do Tiểu Vũ quá lo lắng, sau đó liền cưỡng chế nhổ hồn cốt của Đường Tam ra. Tiểu Vũ chỉ đành ra hiệu cho Thái Thản cự viên. Không lâu sau, đại sư và viện trưởng đều ngất đi. Tiểu Vũ bảo Thái Thản cự viên đứng bên cạnh bảo vệ họ. Tiếp đến, nàng liền giúp Đường Tam di chuyển lượng hồn lực dư thừa ra ngoài. Nàng ngờ Đường Tam cảm thấy nguy hiểm tấn công Tiểu Vũ. Thái Thản cự viên ở bên cạnh chỉ có thể lo lắng chứ không được làm gì hết. Cho đến khi hồn lực dư thừa trong người Đường Tam bị hút ra hết, Tiểu Vũ cũng ngất đi vì bị thương quá nặng. Thái Thản cự viên thấy mọi người bị ngất cũng không dám rời đi cho đến khi những người khác của học viện đến nơi, nó mới an tâm nhảy vào sâu trong khu rừng. Đường Tam trong vòng 1 năm đã thăng cấp lên hồn tôn 3 hồn hoàn, Tiểu Vũ vì không muốn vượt qua Đường Tam cũng chỉ thăng cấp lên 3 hồn hoàn. Mà hồn kỹ thứ 2 của nàng chính là mê hoặc đối thủ 3 giây, sử dụng kỹ năng khống chế tinh thần vô cùng thường gặp. Còn hồn kỹ thứ 3 của nàng đáng sợ hơn nhiều, có thể di chuyển tức thời trong phạm vi 100m. Để 7 học sinh phối hợp với nhau tốt hơn, viện trưởng và đại sư chuẩn bị huấn luyện giúp bọn họ. Viện trưởng chuyên môn huấn luyện Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh giúp họ tìm ra nhược điểm trên cơ thể mình. Tay biết tốc độ của hai con đều rất nhanh. Bây giờ, chủ yếu xem thử xem rốt cuộc các con nhanh đến mức nào. Chỉ cần chạm vào ta, coi như thông qua. Viện trưởng không được động vào chuông treo trên dây thừng, còn hai người họ có thể di chuyển thoải mái. Chỉ cần động vào viện trưởng coi như thông qua bài kiểm tra. Nhưng viện trưởng dựa vào tiếng của chuông mỗi lần đều có thể đoán trước được vị trí của hai người. Cho dù Tiểu Vũ có thể dịch chuyển tức thời cũng không thể động vào người ngài. Nhắc nhở hai vị phải để ý tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Một bên khác, đại sư huấn luyện 3 vị hồn sư hệ tấn công. Ngài yêu cầu 3 người kết hợp hồn kỹ của họ lại với nhau.
Đới Mộc Bạch thử trước, chỉ cảm thấy làm vậy khiến họ tiêu hao lượng hồn lực lớn hơn. Đại sư nói với ba người cách này có thể khiến hồn lực tinh luyện hơn. Sau đó yêu cầu cả ba người dùng hồn kỹ với hòn đá trước mặt, mà họ liều mình khổ luyện như vậy chỉ vì một kẻ địch mạnh đã xuất hiện. Ta cho các ngươi 5 ngày, sau 5 ngày chúng ta gặp nhau ở sàn đấu hồn, 7 người các ngươi cùng nhau lên. Người này là ca ca của Đới Mộc Bạch tên là Đới Duy Tư, hắn muốn khiêu chiến 7 học sinh của học viện Sử Lai Khắc cùng một lúc. Nếu không thắng nổi hắn muốn Sử Lai Khắc lập tức giải tán. Rất nhanh đã đến 5 ngày sau, Đới Duy Tư đã đợi ở sàn đấu hồn từ lâu. Nào ngờ Hồ Liệt Na lại phái đi vệ sĩ của mình là Diễm đến. Nàng ta bảo Diễm âm thầm giết chết Đới Duy Tư, nhắc nhở ngươi một câu, hắn ta rất mạnh, ta cũng không yếu. Đới Duy Tư đang đi trên đường bỗng cảm nhận được phía sau ồn ào, còn Diễm cũng bước ra từ trong biển lửa, cuối cùng cũng hết nhàm chán rồi. Tới buổi tối, Sử Lai Khắc thất quái đến đường trường đấu hồn, nhưng họ đợi thật lâu vẫn không thấy Đới Duy Tư đến. Lúc mấy người bọn họ cho rằng đối phương đã bỏ đấu thì Đới Duy Tư mang thương tích đầy người đi đến, trông có vẻ hắn ta vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt. Cho ta thêm chút thời gian, ta đi thay quần áo cái đã. Sao thế, kẻ nào đã làm huynh bị thương nặng như vậy? Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi vẫn nên suy nghĩ xem một lát nữa thua thì sẽ xin tha thế nào. Sau lưng Đới Duy Tư đầy vết bỏng, nhưng Diễm, đối thủ của hắn ta còn bị thương nặng hơn. Năm hồn sư hệ chiến đấu của Sử Lai Khắc đã chờ sẵn trên lôi đài, hai hồn sư hệ phụ trợ ở dưới cổ vũ, tuy rằng Đới Duy Tư bị thương nhưng vẫn lên đấu. Đầu tiên Đường Tam đi đến chỗ Âu Tư Khách muốn lấy một cây xúc xích to có thể khôi phục hồn lực. Đường Tam không muốn chiếm hời của Đới Duy Tư cho nên đưa xúc xích to cho hắn ta, nhưng đối phương lại chẳng đặt họ vào mắt. Tuy rằng mấy người họ là thiên tài hiếm có trong thế hệ cùng lứa, nhưng Đới Duy Tư là đại hoàng tử của vương quốc Tinh La, đồng thời hắn ta có được thực lực tứ hồn của Hoàn Hồn Tông, chưa từng gặp đối thủ cung cấp. Đường Tam thả Lam Ngân Thảo ra khống chế đối thủ, nhưng hồn sư hệ chiến đấu còn lại đồng loạt tấn công, nào ngờ họ còn chẳng phá nổi hàng phòng ngự của đối thủ. Hồn lực của Đới Duy Tư bùng nổ đánh văng cả đám, Đới Mộc Bạch lập tức phóng lên, lại bị Kaka đánh trúng cánh tay rồi ném ra ngoài. Đường Tam lập tức lao tới trước kéo Đới Mộc Bạch lại bằng Lam Ngân Thảo, lúc này trên đài chỉ còn lại Đường Tam không bị thương. Cứ thế đánh tiếp nữa còn ý nghĩa gì không? Sau đó hai hồn sư hệ phụ trợ cũng lên sân khấu, hai người lấy đạo cụ ra theo lời của Đường Tam. Ninh Vinh Vinh ném một nắm bi sắt có thể phát nổ ra, Đường Tam tung ra Lam Ngân Thảo dưới nền đất, nhưng Đới Duy Tư không xem mấy thứ này ra gì. Âu Tư Khách ném quả cầu sắt chói tay Đới Duy Tư lại, sau đó phóng điện đánh lui hắn ta. Mã Hồng Tuấn lập tức dồn hết sức phun lửa, đòi tấn công ép Đới Duy Tư lùi về khu hỏa lôi. Hỏa lôi dưới đất gặp lửa lập tức nổ tung. Lúc Đới Duy Tư muốn tấn công lại bị Lam Ngân Thảo dưới đất khống chế. Tiểu Vũ được Ninh Vinh Vinh tăng tốc độ và tăng sức mạnh đá một cú trời giáng khiến Đới Duy Tư bay ra khỏi lôi đài. Mà khi đấu võ hồn, người bị đánh ra khỏi lôi đài xem như thua cuộc. Sử Lai Khắc thất quái phối hợp với nhau cuối cùng chiến thắng một kẻ địch mạnh. Đới Duy Tư thua rồi còn ăn nói rất khó nghe. Hẹn gặp lại ở trận chung kết giải đấu Học viện Hồn sư Đấu La Đại Lục. Không ai biết rằng có người đang ẩn nấp xem trận thi đấu này. Hôm sau có hai người đến Học viện Sử Lai Khắc. Người tới tên là Ngọc Thiên Hằng đến từ Học viện Hoàng gia Thiên Đầu. Ngọc Thiên Hằng nói với hai người họ, Võ Hồn Điện tổ chức giải đấu Học viện Hồn sư. Tất cả Học viện Hồn sư ở Đấu La Đại Lục sẽ tham gia. Chia thành hai khu chiến đấu, lần lượt là Vương quốc Thiên Đầu chúng ta và Vương quốc Tinh La. Trận quyết chiến cuối cùng sẽ diễn ra ở thành Võ Hồn, tổng bộ Võ Hồn Điện. Mà lần này Ngọc Thiên Hằng đến chính là muốn mời hai người bọn họ gia nhập vào chiến đội của mình, như vậy khi đối mặt với chiến đội Tinh La sẽ có hy vọng thắng lớn hơn. Viện trưởng cũng nói với hai người đây là cơ hội rất tốt, bởi vì học viện nhỏ như bọn họ không có tư cách dự thi, nhưng hai người lại không muốn rời khỏi học viện của mình. Ngọc Thiên Hằng vẫn mời bọn họ đến thành Thiên Đầu, cũng hy vọng đối phương có thể quý trọng cơ hội lần này. Sau đó viện trưởng tập hợp mọi người mở họp, mà ta quyết định cho hai con đến thành Thiên Đầu ở Vương Đô tham gia cuộc hội họp hồn sư lần này. Nhưng mà viện trưởng, muốn gia nhập học viện Hoàng gia thì phải rời khỏi học viện Sử Lai Khắc. Viện trưởng nói với bọn họ đây là sân khấu để hồn sư chứng minh bản thân tốt nhất của cả đại lục, còn tư cách dự thi thì chờ tới bên kia rồi tìm cách sau. Hôm sau mọi người cùng nhau xuất phát đến thành Thiên Đầu, mấy ngày sau cuối cùng họ cũng đến nơi. Ngọc Thiên Hằng dẫn bọn họ đến một học viện bỏ hoang, còn nói học viện Lam Bá có tư cách dự thi, chỉ cần thuyết phục viện trưởng thì các người có thể dùng tư cách của Lam Bá để dự thi. Ngọc Thiên Hằng nói với bọn họ học viện này đã từng rất huy hoàng, chẳng qua sau đó xảy ra chuyện nên không còn học sinh nào mà thôi. Vì để học sinh của mình có tư cách dự thi, viện trưởng Lan Đức tự mình đi đàm phán. Xin chào viện trưởng, ta là viện trưởng Lan Đức của Học viện Sử Lai Khắc, ta biết mình đến đây có hơi đường đột. Cửa mở ra, Lan Đức giật mình ngơ ngác khi nhìn thấy người xuất hiện bên trong. Nhị Long lướt qua viện trưởng chạy tới trước mặt đại sư, mà người này chính là một trong ba thành viên của Hoàng Kim Thiết Tam Giác trước kia. Lão nhân chỉ tùy tiện phất tay, mọi người đã bị đánh ngã xuống đất, cơ thể cũng bị khói xanh khống chế không thể nhúc nhích. Lão nhân chậm rãi bước tới, trên người dần hiện ra từng hồn hoàn, 9 hồn hoàn. Khắp thiên hạ không mấy phong hào đấu la, nhưng trong đó không hề có người này, rốt cuộc ông là ai? Lão nhân không hề quan tâm, đi thẳng đến trước mặt Đường Tam và nói mình chỉ đến để đưa Đường Tam đi. Ông ta đưa Đường Tam đến một hang động. Cháu gái của ta trúng độc lạ, độc này có thời kỳ ủ bệnh, tính theo thời gian thì nó đã bị trúng độc lúc đến rừng rậm Tinh Đầu. Lúc này Đường Tam mới biết khi mình mất ý thức, khói độc trên người chảy vào cơ thể độc cô nhạn.
Đường Tam nói với lão nhân lúc ấy mình hấp thu hồn hoàn của nhện quỷ mặt người mất đi ý thức, không phải cố ý truyền khói độc cho Độc Cô Nhạn. Lão nhân thuận tay tìm kiếm trên người Đường Tam đã làm kích phát hồn cốt của hắn, ông ta thấy vậy cũng tin lời Đường Tam nói. Người có biết phong hào đấu la có ý nghĩa gì không? Là hồn sư mạnh nhất. Chỉ khi hoàn toàn phân tách một loại sức mạnh nào đó mới có thể nhận được phong hào của sức mạnh này. Phong hào của lão phu chính là một chữ độc, Độc Đấu La. Độc Đấu La nói mình là tông sư trong việc dùng độc, nhưng độc của cháu gái đã ngấm sâu vào máu, hơn nữa còn thay đổi theo mỗi giây mỗi phút. Cho nên ngay cả Độc Đấu La cũng không giải được loại độc này, nhưng nếu như Đường Tam cũng từng tiếp xúc vì cớ gì không sao, ngươi dám lừa ta, mau đưa cách giải độc ra đây, độc không có tác dụng với ta, không có tác dụng ư? Đường Tam nói với Độc Đấu La mấy loại hồn hoàn mà mình hấp thu đều có kịch độc, cho nên cơ thể hắn đã bách độc bất xâm từ lâu. Độc Đấu La lập tức lấy ra một loại kịch độc cho Đường Tam uống thử. Đường Tam không hề do dự uống sạch nhưng cũng không có dấu hiệu trúng độc. Tiếp theo hắn lại bị ép uống hết các loại thuốc độc. Tiền bối, không được rồi, ta thật sự không uống nổi nữa. Loại độc nào cũng vô hiệu, không ngờ lại là vạn độc bất xâm thật. Ta nói câu nào cũng là thật mà. Sau đó Đường Tam lại nói với Độc Đấu La mình có cách giải độc. Đầu tiên Đường Tam lấy võ hồn của mình là Lam Ngân Thảo ra. Hắn nói với Độc Đấu La có thể dùng Lam Ngân Thảo giống ruột đổ máu của mình cho Độc Cô Nhạn. Độc Đấu La cảm thấy có thể thử cách này nhưng Đường Tam lại nói trước khi thay máu cần phải về học viện một chuyến trước. Độc Đấu La đồng ý yêu cầu này của hắn, hai người cùng nhau trở về. Mà lúc này đã có rất nhiều người của học viện Hoàng gia đứng trước cửa học viện. Người là người của học viện Sử Lai Khắc. Đúng vậy, bắt lại. Đường Tam hoảng sợ cho rằng đám người kia đã đoàn tụ ông bà cả rồi, nhưng Độc Đấu La không tàn nhẫn như vậy, chỉ khiến bọn họ trúng độc ngất xỉu mà thôi. Tiểu Vũ cho rằng Đường Tam bị học viện Hoàng gia bắt đi, vì thế một mình xông vào học viện. Tuy rằng cấp bậc của Tiểu Vũ chỉ có 3 hồn hoàn, nhưng hồn kỹ có sức tấn công rất mạnh, cộng thêm kỹ năng thuấn di nghịch thiên, cho nên 4 hồn hoàn bình thường cũng không phải đối thủ của nàng. Chỉ một người đã đánh bại tất cả học sinh trong học viện Hoàng gia, cho đến khi đội trưởng của học viện Hoàng gia là Ngọc Thiên Hằng đến. Người đang làm gì thế? Đường Tam đang ở đâu? Đường Tam mất tích rồi à? Trả Đường Tam lại cho ta. Làm sao ta biết Đường Tam ở đâu chứ? Vậy người tránh ra, ta muốn lục soát học viện. Nhưng ở đây Đường Đường là học viện Hoàng gia Thiên Đầu, sao có thể tùy tiện cho người khác lục soát? Tiểu Vũ không quan tâm được nhiều như thế, vốn định trực tiếp thuấn di đi qua, nhưng lôi đình vạn quân của đối phương vừa khéo khắc chế Tiểu Vũ, thuấn di không có tác dụng với ta. Ngọc Thiên Hằng là người thừa kế của Lam Điện Bá Vương Tông, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long cũng thuộc về võ hồn cấp thần. Tuy rằng tốc độ của Tiểu Vũ nhanh đến mức sánh ngang với thuấn di, nhưng cũng không thể đột phá hàng rào điện sấm sét của đối phương. Tiểu Vũ bị điện giật hôn mê bất tỉnh. Ngọc Thiên Hằng định kêu người đưa Tiểu Vũ về thì lúc này Vương Gia lại đến, treo lên trước cửa, trong vòng 3 ngày không ai được thả xuống. Vương Gia việc này, Ngọc Thiên Hằng, ngươi muốn vi phạm nội quy học viện sao? Cũng may đám người viện trưởng tới kịp thời, cắt dây thừng cứu Tiểu Vũ xuống. Vương Gia muốn chút giận nên khiêu chiến với học viện Sử Lai Khắc, nhưng Ngọc Thiên Hằng quá mạnh, cho dù Sử Lai Khắc đánh luân phiên vẫn không phải đối thủ của hắn ta. Viện trưởng Lan Đức, chắc ông cũng biết quy tắc của đấu hồn, nếu như không ai thắng được Ngọc Thiên Hằng thì giao người ra đây, ta vẫn chưa thua đâu. Cũng may lúc này Đường Tam trở về kịp, lúc này hắn mới biết chuyện Tiểu Vũ bị đánh ngất xỉu còn bị treo lên. Mà lúc này đội trưởng Đới Mộc Bạch cũng đã thua, dù sao hai bên kém nhau một hồn hoàn vốn không phải là đối thủ của người kia, để cho ta. Tên này rất mạnh, cẩn thận nhé. Yên tâm đi, ta có vũ khí bí mật. Thì ra vừa rồi Đường Tam trở về cùng Độc Đấu La 9 hồn hoàn, đối phương còn phủ lên tay hắn một hồn tích. Lúc này Đường Tam đánh ra một quyền không thể làm Ngọc Thiên Hằng chết cũng bị thương nặng, là người đánh Tiểu Vũ ngất xỉu. Nàng ta nổi điên nằng nặc đòi xông vào học viện nói là muốn tìm người. Đường Tam không nói nhiều lao lên tung một chưởng, sau đó Ngọc Thiên Hằng giống như bị pháo bắn trúng ngã xuống ngất xỉu. Vương Gia không tiện nhúng tay vào việc học viện so tài, vì thế chỉ có thể hậm hực bỏ đi. Không lâu sau cuối cùng Tiểu Vũ cũng tỉnh lại. Lúc này Độc Đấu La cũng tới nói muốn đưa Đường Tam đi để hắn giải độc cho cháu gái mình. Tiểu Vũ không yên tâm cũng muốn đi theo. Vốn cho rằng lần giải độc này sẽ không có gì, nào ngờ lại cực kỳ nguy hiểm. Đường Tam đâm Lam Ngân Thảo vào người Độc Cô Nhạn, một dây rút máu Độc Cô Nhạn, dây khác rút máu của mình truyền sang cho nàng ta. Như vậy có thể dùng máu của hắn thay máu trúng độc của Độc Cô Nhạn. Nàng ngờ phương pháp này tiêu hao hồn lực quá độ, chỉ lát sau hồn lực của Đường Tam đã sắp cạn kiệt. Nếu Đường Tam không kiên trì nổi, hai người kia đều sẽ phát độc bỏ mạng. Tiểu Vũ bên cạnh thấy Đường Tam sắp không chịu đựng được nữa định ra tay, đừng làm loạn. Ta phải giúp hắn, không ai giúp được hắn. Ta làm được, ta có thể truyền hồn lực của ta cho hắn, như vậy hắn mới có thể kiên trì thêm nữa, tiếp tục giải độc. Hồn lực không phải máu, chưa từng nghe đến chuyện có thể truyền hồn lực cho người khác bao giờ, ta thật sự làm được. Tuy Độc Đấu La không tin nhưng vẫn để nàng thử xem, dù sao đây cũng là cách duy nhất để cứu cháu gái của ông ta. Mà Tiểu Vũ cũng dốc toàn lực phát động võ hồn, truyền hồn lực của mình vào cơ thể Đường Tam. Đường Tam nhận được hồn lực bổ sung cuối cùng cũng có thể toàn lực giải độc. Độc Đấu La cạnh đó bị chiêu này của Tiểu Vũ dọa cho khiếp sợ. Trần đời lần đầu ông ta thấy khả năng truyền hồn lực cho người khác, nhưng cách giải độc này tiêu hao hồn lực chẳng khác nào động không đáy. Hồn lực của Tiểu Vũ lại quá thấp, thoáng chốc đã tiêu sạch hồn này đến hồn khác. Người còn tiếp tục như vậy, chờ truyền hết hồn lực cho hắn thì chính người cũng bị tàn phế. Mà Tiểu Vũ lại nói Đường Tam đã từng cứu nàng, cũng từng phế bỏ võ hồn như vậy. Cứ kiên trì như vậy, võ hồn của Tiểu Vũ tiếp tục tan vỡ.
mà Độc Đấu La lại cảm nhận được có người xông vào sơn động. Ông ta ra ngoài mới phát hiện người tới là thầy của Đường Tam, lập tức rời khỏi đây. Trả Đường Tam và Tiểu Vũ lại, chúng ta sẽ rời đi ngay. Có phải các ngươi còn chưa nắm rõ tình huống không? Đối mặt phong trào cửu hồn hoàn mạnh nhất nhân gian, vài vị đấu la không lùi bước chút nào. Họ lập tức thi triển võ hồn dung hợp kỹ do ba người tự nghĩ ra. Uy lực võ hồn dung hợp kỹ này cực kỳ lớn. Năm đó nhờ võ kỹ này, danh tiếng ba người vang dội toàn đấu la đại lục. Xa cách hơn 10 năm, hôm nay lần thứ hai họ hợp thể. Đi, La Tam Pháo. Luồng năng lượng to lớn và chạm khắp sân động, nhất thời họ khó phân thắng bại. Mà bên này, khi hồn hoàn cuối cùng của Tiểu Vũ tiêu tán, nàng cũng không chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh. Ngay khi ba người thiết tam giác sắp thua, dừng tay, Đường Tam, kết quả sao rồi? Đã giải được độc rồi. Đường Tam để thầy và những người khác trở về học viện chờ, còn mình thì đợi Tiểu Vũ tỉnh sẽ về sau. Nhưng hắn không ngờ Tiểu Vũ tỉnh lại đã biến thành phế nhân. Độc Đấu La kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra cho Đường Tam. Để báo đáp Đường Tam, ông ta dẫn hai người tới dược viên của mình, còn nói nơi này có rất nhiều dược thảo chân quý. Quan trọng nhất là nơi này còn có một bình chướng không gian bị phong bế, ngay cả thực lực cửu hồn hoàn của ông ta cũng không thể phá vỡ. Ông ta nói với Đường Tam nơi này chắc chắn có thứ tốt, nhưng chỉ có người hữu duyên mới vào được. Không ngờ Đường Tam vừa đụng vào đã nghe được triệu hoán. Đây là một tường kép không gian do một phong hào đấu la lưu lại. Các loại tiên phẩm thảo dược bên trong lập tức dọa họ sợ ngây người. Thực tế thì Đường Tam từng tới nơi này trong mơ vô số lần. Chỉ một thoáng, một đoàn sáng năng lượng bất ngờ xuất hiện. Mà khi Tiểu Vũ vươn tay đụng vào đoàn sáng kia, hai người bay lơ lửng giữa không trung. Sau đó Tiểu Vũ ngất xỉu, một giọng nữ cũng theo đó vang lên. Cuối cùng ta cũng chờ được con, Đường Tam. Đây là giọng nói trong giấc mơ của mình. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là mẫu thân của con. Ta biết con có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ta đã không nghe được nữa. Ban đầu Đường Tam còn chưa chịu tin, nhưng nghe cuồng sáng chậm rãi kể lại những chuyện đã qua, Đường Tam cũng hiểu đây chính là tàn hồn mẫu thân lưu lại. Cũng nhờ đó hắn biết được nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của mẫu thân. Hóa ra ngày Đường Tam ra đời, mẫu thân bị người đứng đầu điện võ hồn tìm vô số cao thủ tới truy sát, chỉ vì gã muốn cướp bảo vật huyền thiên trong tay bà. Mẫu thân nói rõ chân tướng cho con, không phải muốn con đi trả thù, con có sứ mệnh và con đường phải đi, tuyệt đối đừng để hận thù che mắt hủy hoại đời mình. Sau đó mẫu thân đưa cho hắn một gốc thần thảo phẩm chất siêu việt tiên phẩm, tương tư đoạn trường hồng. Trong nhụy hoa chứa được toàn bộ hồn lực của bà, nào ngờ lại bị Tiểu Vũ hấp thu trọn vẹn. Một món thần vật khác là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nước suối này có thể giúp hấp thu hồn thú, hồn hoàn vượt qua cực hạn. Sau khi đưa tặng hai phần quà, âm thanh và đoàn sắn nọ cùng nhau tiêu tán trong không gian. Chỉ lát sau cuối cùng Tiểu Vũ cũng tỉnh lại. Đường Tam kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra cho Tiểu Vũ. Chúng ta nán lại một lúc nữa rồi hẵng ra ngoài. Võ hồn của muội cũng đã mất, phải mau chóng nghĩ cách mới được. Lại không ngờ võ hồn của Tiểu Vũ đã khôi phục toàn bộ, hơn nữa hồn lực cũng vô cùng dư giả. Trong tay nàng còn mọc ra tương tư đoạn trường hồng. Đường Tam biết đây là hồn lực mẫu thân lưu lại đang bảo vệ hai người. Trước khi rời đi, hai người hái rất nhiều dược thảo tiên phẩm. Độc Đấu La ở ngoài cũng đợi đã lâu. Đường Tam không chút keo kiệt đưa cho Độc Đấu La một gốc tiên thảo, cũng chính là thảo dược cực phẩm Độc Đấu La đang cần. Tiền bối, ta nói trước nhé, đây cũng không phải tặng không mà là giao dịch. Độc Đấu La coi như nợ Đường Tam một nhân tình, đồng ý ra tay tương trợ khi hắn cần. Sau khi Đường Tam trở về, hắn chọn thảo dược thích hợp với từng người. Hắn đưa đới Mộc Bạch Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc là dược thảo tiên phẩm, cực kỳ có hiệu quả với võ hồn mạnh mẽ, rất thích hợp với đới đại ca đó. Người ăn cái này là có thể tăng thành 4 hồn hoàn, mỗi người còn lại cũng đều nhận được dược thảo phù hợp với mình, mà dược thảo mà hắn tìm cho thầy lại là tử chi cửu phẩm có khả năng phục hồi võ hồn. Có nó thầy có thể tiếp tục tăng thêm hồn hoàn. Sau khi ăn dược thảo tiên phẩm, hồn lực của mấy người họ đồng loạt tăng đến mãn cấp. Vì vậy thầy và những người khác dẫn bọn họ tới rừng rậm ma thú để có thể đối phó với trận thi đấu học viện hồn sư và nhanh chóng thăng cấp hồn hoàn cho họ mới được. Ban đầu Đường Tam nhìn trúng một con ma nhện mặt người nghìn năm tuổi, nhưng không ngờ ma nhện lại lập tức bỏ chạy sau khi nhìn thấy hai người. Mấy người đuổi theo nó nhưng lại rơi vào bẫy. Một con địa huyệt ma nhện vạn năm tuổi đột nhiên chui ra khỏi mặt đất, sau đó nó lập tức phun ra nhà giam mạng nhện giam giữ hai thầy giáo. Đường Tam, Tiểu Vũ, chạy mau đi, đi thôi. Đường Tam thấy không thể chạy khỏi ma nhện, hắn đành phải trở tay sử dụng Lam Ngân Thảo khống chế đối phương. Nhưng sự khống chế lần này không kéo dài được bao lâu. Ngay khi nó lao về phía Đường Tam, Tiểu Vũ thuấn di đến trước mặt hắn, đá bay ma nhện. Nhưng không ngờ nàng vừa rơi xuống đất đã bị ma nhện mặt người đánh lén, Tiểu Vũ. Đường Tam nhìn thấy Tiểu Vũ bị thương mới hoàn hồn lại, trong nháy mắt hắn đâm xuyên ma nhện mặt người giết chết nó. Ngay khi địa huyệt ma nhện định đánh lén Đường Tam, thầy giáo thoát khỏi lồng giam đã đến hỗ trợ kịp thời, mà Tiểu Vũ bên kia cũng không bị thương. Ngoài ra là tương tư đoạn trường hồng trong người đã đỡ đòn tấn công này cho nàng. Đường Tam, Tiểu Vũ không sao, chính bông hoa này đã bảo vệ ta. Lúc này Đường Tam mới khôi phục lại thần trí lần nữa, hắn thu hồi hồn cốt trong cơ thể. Hồn hoàn của ma nhện mặt người bên cạnh cũng bay ra ngoài, nhưng Đường Tam thấy vậy lại đi về phía con địa huyệt ma nhện vạn năm. Liệu đại sư có thể nhường con địa huyệt ma nhện này cho ta không? Đương nhiên là được.
Nhưng Tiểu Cương lại nói cho hắn biết hồn thú vạn năm đã vượt qua giới hạn của tứ hồn hoàn, nếu cưỡng ép hấp thụ thì sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng vì giúp học viện giành được thắng lợi, Đường Tam nhất định phải mạo hiểm. Hơn nữa hắn có băng hỏa lưỡng nghi nhãn mẫu thân mình để lại, nó chuyên để dùng hấp thụ những hồn thú vượt quá cực hạn. Sau đó Đường Tam sử dụng Lam Ngân Thảo kết thúc cuộc đời của con địa huyệt ma nhện vạn năm này, hồn hoàn của nó cũng được huyễn hóa thoát ra. Ngay khi Đường Tam sử dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn để hấp thụ hồn hoàn, cuộc so tài của Học viện Hồn Sư cũng chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên của trận mở màn là giữa tân binh Học viện Sử Lai Khắc đấu với Học viện Hoàng gia Thiên Đẩu tiếng tăm lừng lẫy. Người đầu tiên của Sử Lai Khắc ra sân là Âu Tư Khách hệ phụ trợ, trọng tài cho trận đấu này là Cúc Đấu La. Còn Học viện Hoàng gia Thiên Đẩu cử ra một vị hồn tôn ba hồn hoàn. Âu Tư Khách tự biết mình không phải là đối thủ của hắn ta nên đã ra tay trước. Âu Tư Khách ẩn mình vào trong làn khói. Khi hắn ta xuất hiện thì đã biến thành một xác chết đông cứng. Đối phương lập tức đánh hắn ta rơi xuống đất. Đối phương cứ tưởng Âu Tư Khách đã ngất đi rồi, nhưng không ngờ hắn ta bất ngờ bay lên tấn công trả, ép đối phương một mạch đến rìa võ đài. Tiếp theo hắn ta bật công tắc, lập tức làm đối phương bị điện giật bất tỉnh. Sử Lai Khắc thắng trận đầu tiên. Khi đối phương phái Học viện thứ hai ra sân, Âu Tư Khách lại thẳng thừng bỏ cuộc. Mặc dù Sử Lai Khắc may mắn thắng một trận, nhưng dù sao toàn bộ đội viên chủ lực đều đang thăng cấp hồn hoàn. Sau khi Đường Tam hấp thụ hồn hoàn vạn năm, liệu thực lực của hắn có tăng mạnh lên không? Vừa lúc nãy cuộc thi Học viện Hồn Sư Đấu La Đại Lục đã bắt đầu. Người đầu tiên của Sử Lai Khắc ra trận chính là Chu Trúc Thành, hồn sư hệ tốc độ, sở trường dùng tốc độ khống chế kẻ địch. Nàng ấy đánh bại đối thủ chỉ trong nháy mắt, nhưng trên người lại bị một lớp áo giáp bao phủ. Đội thứ hai của Học viện Hoàng gia Thiên Đẩu bị loại một người. Đội của Hoàng gia Thiên Đẩu lại phái ra đội viên thứ hai. Lúc này tốc độ của Chu Trúc Thành đã chậm đi rất nhiều. Hơn nữa mỗi vị trí đều bị đối phương sớm bắt được, có nghĩa là Trúc Thành đã mất tốc độ. Lợi thế về tốc độ đã mất, nàng ấy nhanh chóng bị đối phương đánh ngã xuống đất. Thực ra ta không kịp nhìn được hành động của ngươi, xin giới thiệu chút, hồn kỹ người hệ phụ trợ lúc nãy sử dụng được gọi là giáp trọng lượng. Bộ áo giáp này có thể làm tốc độ của người cuối cùng tiếp xúc với nó trở nên chậm chạp, đồng thời nó sẽ đánh dấu vị trí của bộ giáp, cho nên bất kể tốc độ của Trúc Thanh nhanh như thế nào, nàng ấy vẫn có thể bị hắn ta cảm nhận được. Cứ tiếp tục như vậy, Trúc Thanh hoàn toàn không thể tiếp cận đối thủ, nhưng nàng ấy vẫn không muốn từ bỏ. Trúc Thanh ép mình đi lên nhận một đòn của đối phương, cuối cùng sau mấy lần mạnh mẽ chống cự, Trúc Thanh cũng đánh trúng được đối phương. Bộ giáp của hệ phụ trợ dù sao cũng phải có một giới hạn chịu đựng đúng không? Ngoài ra vừa rồi nàng ấy chiến đấu kịch liệt để hao mòn áo giáp, không có sự hạn chế của áo giáp, Trúc Thanh có thể phát huy ưu thế tốc độ của mình. Nàng ấy lập tức đến gần tấn công mãnh liệt, U Minh Bách Chảo thi triển đến cực hạn, đối thủ nhanh chóng bị đánh rơi khỏi võ đài. Đã mất ý thức, đội thứ hai của Học viện Hoàng gia Thiên Đẩu thêm một người bị loại. Người xuất hiện cuối cùng của Học viện Hoàng gia Thiên Đẩu là đội trưởng Thái Long. Thái Long là hồn sư thuộc về hệ tấn công sức mạnh, hắn ta hoàn toàn không cần sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào, hắn ta chỉ cần dùng sức mạnh siêu phàm của mình để đè bẹp đối thủ. Trận chiến giữa hai người kết thúc trong nháy mắt. Học viện Sử Lai Khắc bị loại một người, tuyển thủ kế tiếp của Học viện Sử Lai Khắc là ai? Nhưng chưa đợi mấy đội viên chủ lực của Sử Lai Khắc xuất hiện, trọng tài đã bắt đầu đếm ngược. Nếu không có ai lên võ đài thì coi như thất bại. Ngay khi mọi người đều đã mất hết ý chí, Đường Tam đã thăng cấp thành công chạy tới. Đường Tam thuộc Học viện Sử Lai Khắc tham gia thi đấu. Khi Đường Tam lấy ra hồn hoàn vạn năm màu đen của mình, tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt không dám tin, bởi vì chưa từng ai đạt được hồn hoàn thứ tư vạn năm, nhưng Thái Long cũng không bởi vậy mà e ngại. Ta lo lắng cho thương thế của bọn họ nên ta đến đây để mau chóng đánh thắng ngươi. Từ trước đến giờ những người đồng lứa chưa hề thấy rõ Thái Long, hắn ta lập tức triệu hồi võ hồn của mình, Đại Lực Tinh Vương, sau đó đánh một quyền về phía Đường Tam. Nhưng hắn ta không biết, giờ Đường Tam đã sử dụng Lam Ngân Thảo thuần thục, các hồn kỹ được phối hợp luân phiên và nhịp nhàng. Qua một loạt đòn tấn công đối phương không thể đánh trả, Đường Tam dễ dàng đánh hắn ta rớt xuống lôi đài. Thậm chí chính Thái Long cũng chưa kịp phản ứng. Trận đấu đầu tiên Đường Tam nhẹ nhàng chiến thắng, không biết sau đó hắn sẽ gặp những cao thủ nào nữa. Người đàn ông nắm chặt nắm đấm, tám hồn hoàn bên người sáng lên. Người này là tồn tại tối cao nhất trong toàn bộ đại lục. Tám hồn hoàn, hồn đấu la. Hồn đấu la bảo hắn đừng rêu ra mà hãy theo ông ta ra ngoài. Đường Tam không có cách nào chỉ đành đi theo. Dù sao ngay cả viện trưởng học viện cũng không phải đối thủ của ông ta. Người tới tự xưng là gia chủ Thái gia. Lần này ông ta nợ ân tình của người khác nên tới để giết Đường Tam. Chỉ một mình ta không liên lụy đến những người khác, cho nên ngươi chấp nhận số phận. Mặc dù Đường Tam biết mình không phải là đối thủ của ông ta nhưng hắn vẫn chuẩn bị lộ ra hồn hoàn liều mạng. Đối phương cho hắn một cơ hội, chỉ cần hắn có thể vượt qua ông ta đi vào cửa thì ông sẽ tha cho hắn. Đường Tam lập tức phóng ra Lam Ngân Thảo bao vây đối phương, sau đó hắn bay về phía cửa. Nhưng đối phương chỉ giơ tay lên đã đánh hắn trở về, mà Lam Ngân Thảo vốn không ngăn được ông ta. Đây là hồn kỹ gì vậy? Võ hồn của tộc chúng ta không có hồn kỹ. Vậy vừa nãy là thứ gì? Sức mạnh đạt tới cực hạn, trong nháy mắt khởi phát khí lưu. Đường Tam không cam tâm, lập tức xuất ra hồn kỹ thứ tư, cũng là hồn kỹ mạnh nhất của mình, Lam Ngân Tù Lung. Nhân lúc dây leo vây kín đối phương, Đường Tam vội vàng bay về phía cửa lần nữa. Không ngờ đối phương chỉ tùy ý giơ tay đã phá hủy lồng giam, đánh lui Đường Tam. Việc này khiến Đường Tam chỉ có thể lấy ra con át chủ bài mạnh nhất. Hạ Thiên Trùy ở tay trái được triệu hoán lần nữa, nhưng không ngờ Hạ Thiên Trùy này lại không gây thương tổn được cho đối phương.
Hạ Thiên Trì, Hạ Thiên Trì gì chứ? Võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo. Người tên là gì? Ông nội, hắn tên là Đường Tam. Người họ Đường, phụ thân người tên là gì? Đối phương đột nhiên trở nên hết sức kích động. Ông ta giữ chặt Đường Tam, hỏi tên phụ thân hắn liên tục. Cho đến khi thầy giáo chạy đến mới nhận ra thân phận của đối phương. Thái Thản, ngươi là ai? Con cứ nói tên của phụ thân mình cho ông ta đi. Phụ thân ta tên là Đường Hạo. Nghe được câu trả lời, Thái Thản đột nhiên phá lên cười. Đường Tam nhân cơ hội đó trốn vào trong cửa. Hắn vốn tưởng mình đã thắng, không ngờ đối phương đột ngột quỳ xuống. Thiếu chủ, này này, đợi một chút. Thiếu chủ, cuối cùng ta đã tìm thấy người rồi. Đường Tam vội vàng kéo đối phương đứng lên. Thái Thản còn chưa kịp nói nguyên nhân thì đã bị trúng độc, hôn mê bất tỉnh. Người có bản lĩnh này đương nhiên là chín hồn hoàn độc đấu la. Ngươi thấy ta đến có kịp thời không, ngăn cản được tất cả mọi chuyện? Không phải, đây là... Sau khi hiểu lầm được giải trừ độc đấu la mới cứu tỉnh hai người. Cho đến khi đám người độc đấu la rời đi, Thái Thản mới nói ra chuyện năm đó. Hóa ra năm đó Hạo Thiên đấu la đã cứu tộc Thái bọn họ. Không lâu sau đó ông ta được Đường Hạo phân phó đi tìm đảo Hải Thần. Cho đến khi ông ta trở về lại biết được Hạo Thiên đấu la bị điện võ hồn truy sát. Nghe nói chủ mẫu bị hại, đại nhân bị trọng thương không rõ tung tích. Sau đó ông ta đã dùng mọi cách nhưng vẫn không tìm ra tung tích Đường Hạo. Bây giờ tìm được Đường Tam, ông ta nhất định sẽ thủ hộ bên cạnh hắn. Nhưng Đường Tam lại bảo ông ta đừng để bại lộ quan hệ của hai người, bởi vì tiếp đó hắn còn phải thi đấu, mà chỉ khi hắn mạnh lên thì mới gặp được phụ thân của mình. Đây là một trận đoàn chiến hồn sư năm chọi năm. Đối thủ của bọn họ là một trong 7 tông môn Tượng Giáp Tông. Tượng Giáp Tông nổi tiếng với lối chiến đấu theo đội, nhưng Đường Tam đã tính trước. Ở phía đối diện, Tượng Giáp Tông bắt đầu phối hợp, một tấm chắn kiên cố ngăn trước mặt bọn họ. Đường Tam lăng không bay lên, hắn thả Lam Ngân Thảo khống chế bọn họ tại chỗ, sau đó hắn bắt đầu an bài chiến thuật. Hai hồn sư hệ tốc độ đứng trước trận, hệ phụ trợ phóng sương mù quấy nhiễu đối phương. Trong sương mù bọn họ không thấy rõ vị trí của đối thủ, chỉ có thể bị động dựa sát nhau để phòng thủ. Mà Đường Tam ở trên không trung đã thấy toàn bộ, hắn dùng Lam Ngân Thảo không ngừng chỉ rõ phương hướng cho đồng đội, cho đến khi hai người tìm được sơ hở của đối phương. Người coi đồng đội mình là con rối à? Ta chỉ thay thế đôi mắt của bọn họ mà thôi. Phụ trợ ở bên cạnh nhân lúc đó phóng hỏa thạch ra, hỏa thạch chui qua vết rách lọt vào trận pháp của bọn họ, trong nháy mắt đã khiến bọn họ nổ tung, trận pháp rối loạn. Thấy đối thủ đã mất đi sự bảo vệ của trận pháp, Đường Tam lập tức phóng Lam Ngân Thảo bắt giữ bọn họ. Lúc này Tượng Giáp Tông đã không thể phát huy uy lực nữa, từng người nhanh chóng bị đánh bay xuống lôi đài. Học viện Sử Lai Khắc lại chiến thắng một lần nữa. Đối thủ tiếp theo của bọn họ là Học viện Xí Hỏa, nơi toàn bộ thành viên đều có thuộc tính hỏa. Chiến thắng liên tiếp khiến đám người Đường Tam tràn đầy tự tin. Quan trọng nhất là khi đối mặt với công kích hỏa diễm của đối phương, Lam Ngân Thảo của Đường Tam có thể phòng ngự hoàn toàn. Phát hiện hỏa diễm không thể làm đám Đường Tam bị thương, đối phương tản ra vây xung quanh họ. Đường Tam cũng dùng Lam Ngân Thảo vây quanh người phe mình. Đối phương hợp sức phát động hỏa diễm bao vây chặt chẽ bọn họ. Đường Tam, hành động đi. Đợi một lát để lửa tới đã. Chờ khi đối phương phát hiện không thể thiêu cháy được Lam Ngân Thảo, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc và bất ngờ. Lợi dụng lúc bọn họ không thể lập tức nghĩ ra kế sách đối phó, chúng ta sẽ nhân cơ hội ra tay. Như vậy được đấy, dọa chết bọn họ luôn. Ngọn lửa này đến chậm thật đấy. Đối phương một mực không ra tay, chỉ tiêu hao hồn lực giam bọn họ ở đó. Đợi đến khi đám Đường Tam chuẩn bị công kích thì lại phát hiện mình không sử dụng được hồn lực. Hóa ra ngọn lửa lớn đã tiêu hao hết dưỡng khí trong lồng và người đã ngất xỉu vì thiếu không khí. Đây là hồn kỹ gì? Vốn không phải là hồn kỹ gì cả, chỉ là hỏa diễm đơn giản nhất thôi. Thật ra sức mạnh của hỏa diễm không chỉ là đốt cháy đâu. Cứ như vậy, Học viện Sử Lai Khắc lần đầu tiên thất bại. Sau khi quay về, trước tiên thầy giáo nói với bọn họ nguyên nhân thất bại, sau đó giận dữ mắng bọn họ một hồi. Một đám người tự cao tự đại là nguyên nhân chủ yếu của thất bại lần này. Bọn họ chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Nếu thất bại lần nữa, bọn họ sẽ bị loại. Đội trưởng Đới Mộc Bạch vừa mới thi triển hồn hoàn thì bên trên Bông Hoa Cúc đột nhiên có một vị phong hào đấu la xuất hiện. Hóa ra ông ta nhận ra Đới Mộc Bạch đã từng ăn tiên phẩm dược thảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Điều này phù hợp với mạch truyền thừa của ông ta nên ông ta định thu nhận Đới Mộc Bạch làm đồ đệ. Hồn kỹ của ta khá đặc biệt, chỉ có hồn sư từng hấp thu Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc mới phát huy hoàn toàn được. Đối mặt với một vị phong hào đấu la muốn thu nhận mình làm đồ đệ nhưng Đới Mộc Bạch không hề hứng thú. Cúc đấu la không hề tức giận để cho bọn họ thi đấu trước. Đới Mộc Bạch phóng xuất võ hồn Bạch Hồ, các thành viên khác cũng phóng ra hồn lực của họ. Vốn tưởng rằng đây sẽ là một trận đánh ác liệt, không ngờ đối thủ Diệp Chi Thu lại giơ tay đầu hàng. Ta nhận thua. Hả, hắn ta nói gì vậy? Ta nhận thua. Học viện Thương Huy nhận thua, Học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Chuyện này khiến mọi người chẳng hiểu ra sao. Dù sao trong trận thi đấu trước, đối thủ của Diệp Chi Thu là đội trưởng thứ 2 của Học viện Hoàng gia. Nhưng mọi người gần như không nhận ra Diệp Chi Thu dùng võ hồn gì. Hắn ta chỉ ra tay đơn giản mà đã đánh bại được người có 4 hồn hoàn dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn ta còn chưa ra tay mà đã nhận thua luôn. Sau trận đấu, Diệp Chi Thu đến tìm Đường Tam. Hắn ta nói rằng thầy của mình rất xem trọng bọn họ, vì vậy đã cố ý nhường họ tiến vào trận chung kết. Muốn vào chung kết thì các ngươi phải lọt vào top 4. Các ngươi đã thua một trận, trận ngày hôm nay không thể thua được. Sau đó thì sao? Ngươi muốn ta làm gì sau khi vào chung kết? Đến thành võ hồn, người đó sẽ tự tìm tới ngươi. Đường Tam không biết tại sao đối phương lại tự tin như vậy. Đối phương chỉ đưa cho hắn một tờ giấy rồi rời đi.
Nội dung trong tờ giấy viết rằng buổi tối Đường Tam hãy tới tìm hắn ta, Diệp Chi Thu đưa hai người tới một căn viện bỏ hoang. Hắn ta nói với Đường Tam thật ra mình và các đội viên đều bị thầy khống chế, bốn đồng đội của hắn ta đều đã mất đi ý thức. Có một âm mưu lớn sẽ diễn ra trong trận chung kết cuối cùng. Diệp Chi Thu hy vọng Đường Tam có thể phối hợp với mình, giúp đỡ đồng đội của hắn thoát ra khỏi sự khống chế của đại sư. Ta đã nói cho ngươi biết hết lá bài tẩy của mình rồi, nếu không có ai giúp đỡ ta không thể thoát khỏi Học viện Thương Huy. Ngươi chắc chắn đứng sau Học viện Thương Huy chính là Hạo Thiên Đấu La. Diệp Chi Thu chỉ nói là thầy nói cho mình biết, nhưng hắn ta không biết rằng Hạo Thiên Đấu La chính là phụ thân của Đường Tam. Để điều tra rõ ràng mọi việc, Đường Tam đã đồng ý phối hợp với hắn ta. Ở một bên khác, trong Học viện Sử Lai Khắc, tất cả các viện trưởng và thầy giáo đều hôn mê bất tỉnh, chỉ có Đới Mộc Bạch là hoàn toàn tỉnh táo. Người ra tay chính là trọng tài của bọn họ trong trận đấu ban ngày. Là ông, đường đường là phong hào đấu la, tại sao ông lại ra tay với học viên nhỏ của chúng ta? Viện trưởng, thầy giáo và học sinh trong học viện các người đều bị ta đánh bại trong nháy mắt, thậm chí còn không kịp đánh trả. Lấy mạnh địch yếu thì ghê gớm làm sao? Cung đấu la nói cho hắn ta biết đây chính là sự chênh lệch giữa bọn họ. Chỉ cần Đới Mộc Bạch chịu bái ông ta làm sư phụ thì sẽ có được sức mạnh ấy. Nhưng không ngờ Đới Mộc Bạch vẫn từ chối ông ta. Cung đấu la đành phải rời đi, ông ta chỉ phất tay là đã khiến mọi người tỉnh lại. Ngày hôm sau, tất cả các thành viên của Học viện Sử Lai Khắc đều xuất phát đến thành Võ Hồn, nơi đó sẽ diễn ra trận chung kết cuối cùng. Tại cửa thành, phong hào đấu la chiến hồn hoàn đã đứng chờ bọn họ. Đường Tam, hãy đi theo ta. Tại sao phải đi theo ông? Có người muốn gặp hắn. Ai muốn gặp hắn? Thứ cho ta không thể nói. Cả đám người không thể ngăn cản một vị phong hào đấu la, đành phải để ông ta dẫn Đường Tam tiến vào điện Võ Hồn. Đợi đến khi Đường Tam bước vào hành lang trong điện, hắn lại chỉ thấy Hồ Liệt Na đứng đó. Cho ta xem hồn hoàn của huynh. Hồn hoàn. Đường Tam xuất ra bốn hồn hoàn của mình. Hồn hoàn vạn năm màu đen ở tầng cao nhất cực kỳ lóa mắt, nhưng không ngờ Hồ Liệt Na cũng để lộ ra bốn hồn hoàn của mình, mà hồn hoàn thứ tư của nàng ta cũng là hồn hoàn vạn năm. Chuyện này khiến Đường Tam không thể không tự ngẫm lại, nhưng hắn không biết thân phận thật của Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na tên thật là Thiên Nhận Tuyết, con gái ruột của người đứng đầu điện Võ Hồn, thủ tông Bỉ Bỉ Đông đã tự mình tìm hồn thủ vạn năm cho nàng ta, vì vậy nàng ta mới dễ dàng có được hồn hoàn vạn năm. Không thể nào, chuyện này trái với lẽ thường, không phải huynh cũng là hồn hoàn vạn năm sao? Ta có thể hấp thu hồn hoàn vạn năm hoàn toàn là trường hợp ngoại lệ. Việc huynh làm được, điện Võ Hồn cũng có thể làm được, hẹn gặp lại ở đấu trường. Chỉ trong chốc lát mà thủ tông Bỉ Bỉ Đông của điện Võ Hồn đã chảy máu, bà ta là hồn sư đầu tiên của đấu la đại lục. Chỉ duỗi một ngón tay là bà ta đã khống chế được Đường Tam ở giữa không trung, Lam Ngân Thảo Võ Hồn ở tay phải của hắn cũng tự động hiện ra. Chuyện gì thế này? Tại sao võ hồn của ta lại bị khống chế? Nếu bà muốn nhìn võ hồn của ta thì cứ nói thẳng là được rồi, không cần tự mình động thủ chứ. Chắc là vẫn còn. Đường Tam không ngờ Hạo Thiên Trùy trên tay trái của mình cũng xuất hiện, hắn không có cách nào che giấu được bí mật của mình trước mặt cao thủ. Hai võ hồn, Hạo Thiên Trùy, ngươi là con trai Đường Hạo. Trước mặt cao thủ hàng đầu, Đường Tam không cần phải giấu giếm nữa, hắn hỏi thẳng rằng có phải năm đó bà ta từng truy sát cha mẹ của mình không? Đối phương nói rằng mình không tham dự truy sát mẹ hắn, bà ta cũng bảo Đường Tam hãy giấu kỹ Hạo Thiên Trùy của mình đi. Sau đó bà ta thả Đường Tam rời đi. Mà đúng lúc Đường Tam rời đi, hắn thấy một người hóa thành luồng khói đen chạy tới. Chuyện này khiến Đường Tam nhớ đến cảnh tượng trong rừng rậm Tinh Đầu. Lúc ấy bóng người khói đen này đang nói chuyện với thú Vương Thiên Thanh Ngưu Mãng. Bọn họ nhắc đến việc muốn đối phó với Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam lập tức đi theo Hồ Liệt Na. Người vừa nãy là ai vậy? Ông ta là quỷ đấu la, cũng là một trong số các phong hào đấu la, lại là một người có chín hồn hoàn à? Ông ta và Cúc Đấu La là bạn rất thân thiết. Đường Tam bảo Hồ Liệt Na dẫn hắn tới một nơi an toàn, hai người vào phòng của Hồ Liệt Na. Đường Tam nói hết những gì mình biết cho Hồ Liệt Na, vì thân phận của mình không tiện, Hồ Liệt Na đành để Đường Tam hỗ trợ điều tra. Nàng ta còn đưa lệnh bài của mình cho Đường Tam, nhưng không ngờ lúc hai người chuẩn bị rời đi thì lại gặp phải rắc rối. Người đến trực tiếp phóng ra võ hồn nguyệt của mình, người dám? Không ngờ người lại đưa võ hồn lệnh của mình cho hắn, ta chỉ cho huynh ấy mượn thôi, tên này có tư cách gì mà lấy đi võ hồn lệnh của ngươi? Đường Tam không quan tâm đến đối phương, bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn nói cho đối phương biết tên của mình và học viện. Còn đối phương cũng tự xưng mình là đội trưởng của chiến đội điện Võ Hồn, Tà Nguyệt. Hắn ta nói nhất định sẽ tự tay phế bỏ Đường Tam trên sân đấu. Người đàn ông bị ca ca ruột của mình phế đi Võ Hồn tại chỗ, đồng thời hắn ta còn nói một câu độc ác rằng vào ngày mai trong giải đấu hồn sư hắn ta sẽ giết đệ đệ của mình. Sau khi trở về, Đới Mộc Bạch đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, vì từ nhỏ hắn ta đã sống trong bóng tối của ca ca mình. Lúc ta một hồn hoàn thì huynh ấy đã hai hồn hoàn rồi, ta hai hồn hoàn thì huynh ấy ba hồn hoàn, từ nhỏ đến lớn ta đều không bằng huynh ấy. Sau khi liều mạng cố gắng, cuối cùng Đới Mộc Bạch đã đuổi kịp ca ca mình ở bốn hồn hoàn, nhưng không ngờ võ hồn của hắn ta lại dễ dàng bị ca ca phế bỏ. Hiện giờ Đới Mộc Bạch đã không còn hy vọng đánh bại đối phương. Đường Tam hỏi thăm thầy giáo có cách nào chữa trị võ hồn không. Thầy giáo nói cho hắn biết võ hồn chỉ là biểu hiện bên ngoài của năng lượng trong tâm hồn. Đối với người kiêu ngạo như Đới Mộc Bạch, trong thâm tâm hắn ta đã cảm thấy mình thất bại, không có khả năng thắng được Kaka. Nếu hắn ta không thể tiếp tục chiến đấu, võ hồn của hắn ta sẽ bị ảnh hưởng. Trước mắt xem ra Đới Mộc Bạch đã đánh mất lòng tin vào bản thân.
Thế là đại sư chỉ có thể nghĩ cách khích lệ hắn ta chiến đấu. Đại sư bảo Chu Trúc Thanh một mình đột nhập vào trại của chiến đội Tinh La Hoàng gia. Sau đó ông ấy tới tìm Đới Mộc Bạch nói cho hắn ta biết. Đới Mộc Bạch biết tính tình của ca ca mình, huynh ấy nhất định sẽ giết chết Chu Trúc Thanh. Đới Mộc Bạch mới là người thích hợp kế thừa vương quốc Tinh La. Không phải chỉ có vũ lực mới có thể thống trị vương quốc. Người không xứng kế thừa Tinh La, kế thừa hoàng vị vẫn luôn là vẻ ngược của Đới Duy Tư. Hiện giờ thấy một người muốn giúp đỡ đệ đệ của mình nên đến đây khiêu khích, đương nhiên hắn ta không thể dễ dàng buông tha đối phương. Mặc dù tốc độ của Chu Trúc Thanh rất nhanh nhưng sức mạnh lại không đủ. Tuy rằng nàng ấy có thể liên tục công kích ở cự ly gần nhưng không thể phá được phòng ngự của đối phương. Cuối cùng Đới Duy Tư bắt đầu vận sức, chỉ một quyền đơn giản hắn ta đã đánh Chu Trúc Thanh bay xa vài mét. Sau đó hắn ta định phi thân giải quyết đối phương. Đúng thời khắc mấu chốt này Đới Mộc Bạch cũng đánh tới. Đồ vô dụng, còn không ngại lần trước thua chưa đủ thảm sao mà còn dám tới đây làm anh hùng. Chuyện của hai chúng ta không liên quan đến Chu Trúc Thanh, thả nàng ấy đi. Nhưng Đới Duy Tư lại vọt thẳng tới, hai người đánh nhau một lần nữa. Không ngờ vì bảo vệ người thương của mình, Đới Mộc Bạch đã chữa trị hoàn toàn võ hồn đã bị phế đi. Sau đó hắn ta bộc phát ra sức mạnh kinh người. Cấm thi đấu riêng bên ngoài đấu trường, còn ra tay thì chính là khiêu chiến quy tắc của điện võ hồn. Đới Duy Tư bảo đệ đệ hãy chờ mình trên sân khấu. Đới Mộc Bạch thấy võ hồn của mình đã khôi phục thì không còn e ngại nữa. Sau khi trở về Cúc Đấu La tìm được Đới Mộc Bạch, ông ta nói cho Đới Mộc Bạch biết nếu muốn tăng cường chiến lực trong thời gian ngắn chỉ có một biện pháp. Có từng nghe nói kỹ thuật dung hợp võ hồn chưa? Ý ông là hợp nhất võ hồn của hai người làm một. Chỉ là tạm thời, cho thời gian ngắn uy lực có thể tăng cực nhanh, nhưng loại dung hợp này yêu cầu rất khắt khe, hai người phải cực kỳ tin tưởng lẫn nhau, tâm hồn cũng phải hòa hợp. Thật không ngờ ông ta vừa dứt lời thì đã phải kinh ngạc. Rất nhanh sau đó trận chung kết giải thi đấu giữa các học viện hồn sư đã bắt đầu. Thủ tông điện võ hồn bị Bỉ Đông tự mình họa trấn. Trận đầu tiên khu giáp học viện Sử Lai Khắc của Vương quốc Thiên Đầu đối đầu với học viện Tinh Gia của Vương quốc Tinh La. Bởi vì ân oán giữa bốn người, Đới Mộc Bạch yêu cầu Kaka mình đấu hai chọi hai. Đới Duy Tư bảo phó tướng của mình đứng sang bên cạnh, không cho phép nàng ta xuất thủ. Nhưng hắn ta không biết hai người bên kia lại sử dụng kỹ thuật dung hợp võ hồn hệ tốc độ và hệ sức mạnh hoàn hảo dung hợp với nhau. Đây là trò siếc gì vậy? Kỹ thuật dung hợp võ hồn. Sau khi sử dụng kỹ thuật dung hợp võ hồn, tốc độ và sức mạnh đều được tăng lên rất nhiều. Mặc dù Đới Duy Tư là một cao thủ thiên tài của thế hệ trẻ, nhưng đối mặt với hai người dung hợp võ hồn cùng đẳng cấp, hắn ta vẫn phải khó khăn chống đỡ. Chỉ trong chốc lát, Đới Duy Tư đã bị võ hồn Bạch Hổ mạnh mẽ đè xuống đất nuốt chừng. Khi hắn ta sử dụng hồn kỹ Bạch Hổ Liệt Quang Ba, hai người bên kia cũng sử dụng hồn kỹ dung hợp. Khi hai hồn kỹ mạnh mẽ va chạm, Đới Duy Tư bị đánh trọng thương, phó tướng lập tức xông lên chắn ở phía trước. Huynh thua rồi, ngươi tránh ra, đây cũng là sàn đấu của ta, tránh ra. Đới Duy Tư ngông cuồng tự đại gắng gượng đứng dậy, hắn ta còn chưa kịp ra tay đã ngất xỉu. Cuối cùng Đới Mộc Bạch cũng chiến thắng anh trai mình, mà nguyên nhân hắn ta có thể giành chiến thắng là vì hắn ta có một người bạn đồng hành cực kỳ đáng tin cậy. Hai người các ngươi định khiêu chiến toàn đội bọn ta, một mình ta là đủ rồi. Được rồi, hai đấu với sáu, điện võ hồn đấu với Hoàng gia Thiên Đầu, trận đấu bắt đầu. Điện võ hồn chỉ phái ra đúng hai học viên, bọn họ sẽ chiến đấu chống lại toàn bộ đội Hoàng gia Thiên Đầu. Đội trưởng học Thiên Hằng dùng lôi điện võng bảo vệ đồng đội, nhưng diễm của đối phương lại không ngừng phóng ra những đòn tấn công bằng hỏa diễm. Vì thế hắn ta đành phải phái ra Độc Cô Nhạn ra quấy nhiễu, vạn xà bay vút. Mà lúc này đội trưởng Tà Nguyệt của điện võ hồn mới bắt đầu sử dụng võ hồn, Ngọc Thiên Hằng để mấy người đội viên cùng hợp lực bắt được đội trưởng đối diện. Đội trưởng Tà Nguyệt lại chỉ cười rồi ném Nguyệt Nhận của mình ra, Nguyệt Nhận lại rất nhẹ nhàng đột phá lưới điện, sau đó chém về phía đội viên Thiên Đầu phía sau. Tốc độ nhanh chóng chỉ trong nháy mắt đã đánh bại toàn bộ đội viên, chỉ có Ngọc Thiên Hằng bốn hồn hoàn cố lắm mới ngăn chặn được đòn này. Ngay sau đó Ngọc Thiên Hằng cũng triệu hồi võ hồn ra, một con khủng long bạo chúa màu xanh lơ lửng xung quanh hắn ta. Nhưng trong nháy mắt hắn ta xuất chiêu, Nguyệt Nhận đã dừng ở trên cổ hắn ta từ lâu. Thủ tông đại nhân nói không được giết người trên sàn đấu, cho nên ngươi mới còn sống, ngươi còn muốn tiếp tục chứ? Ta thua rồi. Điện võ hồn chiến thắng trận tỉ thí này với sự chênh lệch cực lớn. Đám người Sử Lai Khắc ở một bên theo dõi trận đấu, họ thậm chí còn không thấy Tà Nguyệt sử dụng hồn kỹ. Trận tỉ thí tiếp theo là của học viện Sử Lai Khắc, đối thủ chính là học viện Xí Hỏa từng đánh bại bọn họ. Mã Hồng Tuấn đi đầu triệu hồi Tà Hỏa Phượng Hoàng, loại võ hồn biến dị thời cổ xưa này có hỏa diễm bá đạo nhất. Biết Tà Hỏa Phượng Hoàng là gì không? Tất cả hỏa diễm đều phải thần phục ta. Sức mạnh của Tà Hỏa Phượng Hoàng dập tắt hỏa diễm đối diện trong nháy mắt, nhưng không ngờ đối phương lại có hồn sư hệ phong, hắn ta lập tức thổi toàn bộ hỏa diễm ngược lại. Ngay sau đó đối phương lại sử dụng trận pháp dung hợp hỏa diễm, cũng giống như lần trước mấy người lại bị vây ở giữa ngọn lửa. Lần trước Sử Lai Khắc đã bị trận pháp này đánh bại, chiến thuật giống nhau, có hệ phong hỗ trợ nó sẽ hoàn thiện rõ rệt hơn và mạnh mẽ hơn. Hơi gay go rồi, không khí trong phạm vi hỏa diễm càng lúc càng mỏng manh, sức mạnh của chúng sẽ dần dần biến mất. Nhưng lần này Đường Tam đã có chuẩn bị từ trước, hắn đặt Lam Ngân Thảo ở dưới chân đồng đội, sau đó toàn bộ đồng đội đều được đưa lên không trung, mọi người cùng nhau tung ra đòn tấn công quyết liệt về phía đối thủ. Trước khi đối phương kịp phản ứng, Lam Ngân Thảo đã khống chế bọn họ ở cự ly gần. Cây cỏ bay lên cần phải có thời gian, ta chỉ thu hút sự chú ý của cô, rồi chờ đợi tiêu diệt kẻ địch chỉ với một đòn tấn công. Bọn ta nhận thua.
Cứ như vậy Sử Lai Khắc lại chiến thắng trận tiếp theo, chỉ còn lại trận chung kết cuối cùng là bọn họ sẽ giành chức vô địch. Vừa rồi cuối cùng Đường Tam cũng đi tới Học viện Thương Huy, mà phong hào đấu la đứng sau Học viện Thương Huy chính là Đường Hạo. Đường Tam không khỏi chất vấn tại sao ông ấy muốn làm như thế. Phụ thân nói cho hắn biết tất cả cũng chỉ để trả thù, trong kế hoạch của ông ấy phải là Học viện Thương Huy giành chức vô địch. Như vậy khi Bì Bỉ Đông, thủ tông của Điện Võ Hồn lên trao giải, ông ấy sẽ tiếp cận bà ta. Ta đã cất công tìm được một võ hồn biến dị đặc biệt, hồn kỹ duy nhất của hắn là không gian thương bạch. Cả đời hắn chỉ có duy nhất một cơ hội để sử dụng hồn kỹ. Sức mạnh duy nhất của hồn kỹ này chính là khiến người xung quanh mất đi hồn lực trong thời gian ngắn. Sau đó sẽ có một thành viên khác trong đội tung ra hư vô chi mâu. Hư vô chi mâu sẽ khống chế bà ta tại chỗ, cho đến khi học viên cuối cùng sử dụng hồn kỹ kính xuyên qua. Lúc đó phong hào đấu la ông ấy đã sắp xếp từ trước, sẽ sử dụng kính xuyên qua đến trước người Bì Bỉ Đông, giết chết bà ta trong thời gian cực ngắn. Quả thực Bì Bỉ Đông này rất mạnh, thế nhưng bà ta ở dưới sự công kích của từng vòng, mất kiểm soát võ hồn thì bà ta chắc chắn sẽ chết. Đúng lúc này tất cả đội viên của Sử Lai Khắc cũng đã đến đây, để kế hoạch của mình không bị xáo trộn, Đường Hạo muốn ra tay với học viên Sử Lai Khắc. Mặc dù Đường Tam cố hết sức muốn ngăn cản phụ thân nhưng ông ấy vẫn sử dụng Hạo Thiên Truy. Đường Tam thấy những người bạn đồng hành tốt nhất của mình, từng người một đều chết đi dưới Hạo Thiên Truy của phụ thân. Ngay cả Tiểu Vũ mà mình yêu thương cũng gặp nguy hiểm. Phụ thân vung Hạo Thiên Truy lên sắp giáng xuống, Đường Tam vội vàng cầu xin phụ thân có thể tha cho Tiểu Vũ không. Cha, dừng tay lại đi, chúng ta trở về làng Thánh Hồn, cha làm thợ rèn, con vẫn là con trai của người, chúng ta mãi mãi không xa nhau có được không? Buông tay ra, để ta quyết định mọi thứ cho con. Nhưng lúc này Đường Hạo không hề quan tâm đến cảm nhận của Đường Tam, đánh một chùy khiến Tiểu Vũ bay ra ngoài. Đường Tam nhìn thấy mà đau lòng, quay đầu lại nhìn phụ thân của mình mới phát hiện đối phương xa lạ như thế. Chỉ cần con rút lui ta sẽ tha mạng cho nó, không cần đâu, cha giết mũi ấy đi. Cái gì? Dù sao đó cũng không phải là Tiểu Vũ, ông cũng không phải là cha ta. Lúc này cuối cùng Đường Tam cũng nhìn ra mình trúng ảo giác, thì ra chiếc chuông gió mà Đường Tam lấy ra lúc nãy là quà phụ thân tặng hắn khi còn nhỏ, nhưng rõ ràng Đường Hạo biến ra này không biết điều đó. Sau khi ảo giác bị phá, mọi người biến mất, mà người tạo ra nó đúng là thầy thời niên của Thương Huy. Kế hoạch ban đầu là đợi Đường Tam triệt để sụp đổ trong ảo giác sẽ vĩnh viễn bị thời niên khống chế, còn một cách tương đối phiền phức hơn là giết người hết lần này đến lần khác trong mộng cảnh để đau khổ tra tấn cho đến khi ngươi hoàn toàn mất hết hy vọng. Tới lúc đó ta vẫn có thể khống chế ngươi. Đường Tam vừa định ra tay thì bị thời niên đè lên tường. Thực lực của hai người vốn không cùng cấp bậc. Lúc thời niên định kết liễu thì trong người Đường Tam đột nhiên có Lam Ngân Thảo phóng ra, trói thời niên vào cây cột. Đây là cái gì? Là ai giấu sức mạnh lớn đến vậy trong tim ngươi? Đường Tam, đây là sức mạnh của phong hào đấu la. Lúc này Đường Tam mới nhớ ra mẫu thân từng giấu một phần sức mạnh trong tim mình. Đây là sức mạnh bảo vệ Lam Ngân Hoàng để lại. Thời niên biết mình không thoát được. Lúc ông ta muốn cầu xin Đường Tam tha cho mình thì Lam Ngân Hoàng giết ông ta tan thành tro bụi. Cùng lúc đó các học viên của Học Thương Huy tỉnh lại, tất cả bọn họ chủ động rút lui, đồng nghĩa với việc Sử Lai Khắc sẽ đấu trận chung kết vào ngày mai. Trận chung kết giải đấu Học viện Hồn Sư, hai đội tham gia lần lượt là chiến đội Sử Lai Khắc và chiến đội Điện Võ Hồn. Sử Lai Khắc lập tức bày ra năng lực phối hợp mạnh mẽ. Bạch Hổ Liệt Quang Phá bị chia thành vô số hỏa cầu nổ tung khiến mấy thành viên của Điện Võ Hồn bị thương, nhưng không ngờ những người còn lại không hề quan tâm những người kia sống chết thế nào, trực tiếp ném bọn họ ra ngoài. Người đối xử với đồng đội của mình như vậy sao? Đồng đội ư? Chiến đội Điện Võ Hồn chỉ có 3 người bọn ta mà thôi, do quy tắc thi đấu là 7 đánh 7 cho nên mới để đám rác rưởi này và cho đủ số mà thôi. Bây giờ mới chính thức bắt đầu đây. Hồn sư hệ phụ trợ bước tới tăng sức mạnh cho đội viên, sau đó họ chia nhau ra đánh với các hội viên của nhóm Điện Võ Hồn. Chiến trường tổng cộng chia thành 3 khu vực, mục tiêu của Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ là Hồ Liệt Na. Tuy rằng Mã Hồng Tuấn có võ hồn biến dị là Tà Hỏa Phượng Hoàng, nhưng yêu hồ của Hồ Liệt Na cũng là võ hồn hàng đầu. Mã Hồng Tuấn toàn lực thi triển võ hồn đánh tới Hồ Liệt Na, nhưng nếu so hồn lực thì Hồ Liệt Na vẫn mạnh hơn. Ở một khu vực khác là Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh dùng võ hồn dung hợp kỹ, đối thủ của bọn họ là Diễm Có Song võ hồn đất và lửa. Đường Tam dùng Tử Cực Ma Đồng có thể dễ dàng tránh được Nguyệt Nhận. Mà lúc này Tà Nguyệt mới thể hiện ra tất cả hồn hoàn, còn trẻ như vậy đã có 5 hồn hoàn làm tất cả mọi người khiếp sợ. Hơn nữa hồn kỹ của hắn ta cũng khác với mọi người, tất cả chỉ có một chức năng là tăng sức mạnh và tốc độ của Nguyệt Nhận. Đường Tam cũng không thể bày sẵn trận, dốc hết sức đón địch. Nguyệt Nhận được song hồn hoàn tăng sức mạnh đã có tốc độ rất nhanh, nhưng Đường Tam vẫn có thể phối hợp với thân pháp tránh được. Nhờ có huyền thiên công mà thậm chí còn có thể làm thay đổi tuyến đường của Nguyệt Nhận, điều này làm cho Tà Nguyệt rất ngạc nhiên. Bên kia hai võ hồn đang đánh nhau dữ dội nhưng không ngờ Tiểu Vũ nhìn như đang đánh với Hồ Liệt Na, trên thực tế lại dùng thuấn di đi sau lưng Diễm. Diễm không đề phòng bị Tiểu Vũ đá ra ngoài, những người còn lại bao vây Hồ Liệt Na. Thì ra Mã Hồng Tuấn cũng giữ chân, mục tiêu của các người là tập trung đánh bại Diễm trước. Bên này, chiến lực hồn sư còn lại cùng bao vây tấn công Hồ Liệt Na, nhưng không ngờ Hồ Liệt Na phản ứng nhanh, toàn lực bùng nổ đánh Mã Hồng Tuấn ngất xỉu. Tiếp theo tấn công phá giải võ hồn dung, Tiểu Vũ vừa đến gần sau lưng Hồ Liệt Na đã bị Tà Nguyệt ở bên kia phát hiện.
Nhưng Hồ Liệt Na vẫn tự nhảy xuống lôi đài, võ hồn điện chỉ còn một mình Tà Nguyệt. Lúc này hắn ta thắp sáng hồn hoàn thứ ba, một nguyệt nhận siêu lớn xuất hiện phía sau. Người nhận di chuyển, suýt chút nữa đã lấy mạng mấy người. Âu Tư Khách, Ninh Vinh Vinh đi xuống, bọn ta vẫn đánh được, bằng không sẽ chết thật đấy. Hai người xuống trước đi. Vì có thể chống lại đòn tấn công của Nguyệt Nhận, Đường Tam lần nữa triệu hồi hồn cốt, mà Tà Nguyệt cuối cùng cũng tấn công hết sức. Võ hồn Nguyệt Nhận vô cùng sắc bén chém đứt hồn cốt của Đường Tam, Tiểu Vũ thuấn di nhưng cũng không thể tới gần đối phương, còn ai có thể cản Nguyệt Nhận của ta. Đường Tam triệu hồi ra Hạo Thiên Truy ở tay trái, hai khí võ hồn đỉnh cấp va chạm trong không trung. Bí mật mà Đường Tam vẫn luôn che giấu bại lộ trước mặt mọi người. Tà Nguyệt nhìn thấy đối phương là song sinh võ hồn mới xem như thật sự công nhận Đường Tam. Người cũng xem như là thiên tài đấy, đáng tiếc ta mới là người đứng đầu đấu la đại lục này. Còn Đường Tam đã điều khiển hồn cốt ở trước mặt đối phương, sau đó Tiểu Vũ thuần di đá hắn ta văng ra ngoài. Hai người phối hợp cuối cùng chiến thắng cuộc thi, học viện Sử Lai Khắc nhờ phối hợp nhịp nhàng với nhau. Từ một học viện nhỏ bé không có tiếng tăm cuối cùng giành được quán quân cuộc thi học viện hồn sư đấu la đại lục. Giải đấu học viện hồn sư kết thúc, thủ tông của điện võ hồn Bì Bì Đông mang giải thưởng xuống trao giải. Trên mặt đất lan tràn một lớp màu đen, Bì Bì Đông dễ dàng khống chế đối phương. Làm sao ngươi phát hiện ra ta? Tuy rằng ngươi đã che giấu khả năng xếp chồng không gian trong võ hồn, nhưng ta đã nhận ra lâu rồi. Giết chết à? Lúc này lại có mấy vị phong hào đấu la xuất hiện, mục tiêu của bọn họ cũng là Bì Bì Đông, nhưng không ngờ tất cả phong hào đấu la đều bị Bì Bì Đông khống chế. Đây là hồn sư mạnh nhất đấu la đại lục. Bên kia quỷ đấu la cũng rất ngạc nhiên, vì dù sao mọi người đều là phong hào đấu la, nhưng lại chênh lệch xa như thế. Người bạn cũ, sức mạnh của thủ tông đại nhân há là thứ các người có thể đoán được. Người có biết vì sao ta muốn giết ả không? Thủ tông đời trước, điện hạ điện thiên tầm tật điện hạ chính là bị ả giết chết. Tin tức chấn động này khiến mọi người hoảng sợ, nhưng Bì Bì Đông lại thoải mái thừa nhận việc này. Vì để trả thù cho lão tông chủ mà quỷ đấu la âm mưu tìm tới hơn 10 phong hào đấu la, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của Bì Bì Đông. Và Bì Bì Đông cũng đã biết được âm mưu của hắn ta từ lâu, chỉ là muốn tung lưới bắt hết một lượt mà thôi. Bì Bì Đông chỉ nhẹ nhàng giơ tay đã tiêu diệt tất cả phong hào đấu la, hiện giờ trên đời có ai có thể làm được như vậy? Khúc nhạc đệm kết thúc rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Sử Lai Khắc vẫn là quán quân của giải đấu, cúp đấu la, thử hồn cốt cho tất cả hồn sư, ngoại trừ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bất ngờ bị điểm danh, bị bắt ra khỏi đội hình, những người khác muốn cứu nhưng lại không thể cử động. Đứng trước Bì Bì Đông, bọn họ thực sự quá yếu, ngay cả mấy thầy giáo cũng không có sức phản kháng. Và lúc này Bì Bì Đông mới nói ra nguyên nhân. Nàng ta không phải hồn sư, thậm chí không phải con người, thì ra Tiểu Vũ là một con hồn thú 10 vạn năm biến hình thành. Chân thân là một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm. Đến nước này rồi Tiểu Vũ cũng nói ra sự thật, bởi vì hồn sư và hồn thú vẫn luôn không thể chung sống hòa bình, cho nên nàng cố gắng tu luyện là muốn tìm ra cách khác để tăng cấp hồn hoàn. Hồn thú 10 vạn năm có sức hấp dẫn rất lớn đối với Bì Bì Đông, nhưng Đường Tam lại yêu cầu đối phương thả Tiểu Vũ ra. Chẳng lẽ người nghe không hiểu à? Nàng ta không phải người mà chỉ là một con hồn thú mà thôi. Là người thì sao? Là hồn thú thì sao? Ta chỉ biết đây là muội muội của ta, cũng là người ta yêu. Bì Bì Đông lại phá lên cười, tuy rằng Đường Tam là thiên tài, nhưng trong mắt Bì Bì Đông hắn chẳng bằng con kiến. Mà ta chỉ cần giơ tay lên là có thể đè bẹp đối phương. Lúc Đường Tam sắp không chịu nổi nữa, đột nhiên Hạo Thiên Trùy bay ra ngăn trở Bì Bì Đông. Ai dám động vào con trai ta? Đường Hạo, cuối cùng người cũng xuất hiện rồi. Không ngờ thiên tầm tật là do ngươi giết. Bì Bì Đông không nói nhiều để lộ ra chín hồn hoàn. Mà lúc này Đường Hạo cũng lộ ra chân thân của Hạo Thiên Trùy. Con nhìn cho rõ đây mới là chân thật sự của Hạo Thiên Trùy. Hạo Thiên Trùy đánh vỡ chín hồn hoàn của Bì Bì Đông. Đường Hạo cũng nhân cơ hội này cứu Đường Tam và Tiểu Vũ đi. Trận chiến này khiến Đường Tam sâu sắc cảm nhận được chênh lệch của cao thủ. Chỉ có nhanh chóng tăng thực lực mới có thể giữ được Tiểu Vũ ở lại bên cạnh mình. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Đấu La Đại Lục. Câu hỏi như thường lệ, các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10, các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bạn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.